hai cái bà già, tới hai bà già nữa, hai ông già, tới hai bà già. Cháu nó dành những cái mà đúng là bản thân mình cũng phải hoan hỷ thôi. Thiệt tình mà nói quá hoan hỷ. Một bà thì một cái bô, thì khu yếu, một bà một cái bô, cầm gậy đi nữa, bằng đêm đi xa không được, thì một bà một bô. Cuối cùng cái bà này qua bô bà kia đi. Nó kế giường, nó kế giường thì bây giờ đi lộn bô. Cuối cùng thì cái bà này phải vô, phải đi, phải nói: con mẹ nào vậy? Tao chưa đi mà tao thấy khai ngáy à. Chơi cái kiểu này tao hét thầy Đức rồi xử lý cho tao đó. Xong cái sáng dẫn qua nói: con hỏi thầy, bô của con mà nó lỡ nó đi vô bây giờ con hỏi thầy xử lý cái chuyện này, nó đi mà nó bắt con đổ, nó cứ canh là nửa đêm là biết sao nó đi cái bô của con à. Cái đêm nó đi mấy lần, tới giờ con vô đi là con thấy khai ngáy à. Nó tùm lum tùm la trong đó chừng á, thầy cứ coi đi, bây giờ thầy xử lý, bây giờ thầy tìm ra cái tội phạm nào đi vào bô con. Nó bây giờ con canh hoài mà tới giờ con ngủ là nó đi. Kinh khủng không? Kinh khủng chưa? Những đứa nói bây giờ cái phòng này sáu bà, tôi không có canh ai hết trơn á. Bây giờ có duyên sống chung nhau trong phòng, bây giờ tôi bắt sáu bà này đi đổ bô chung lượt. Tại vì sao? Ai mượn cái duyên của mấy bà ở trong phòng này làm chi? Giống quân đội á, một nhóm tiểu đội mà một thằng phạm thì bắt cả đám đi chạy vòng vòng chơi vậy đó, để mỗi thằng mày câu thông với nhau chứ mày không có dám làm bậy, hiểu chưa? Mà vậy tôi nói tin chắc là trong sáu bà là có ông bà thường đi bô lộn, thì tôi bắt bà cũng đi đổ bô luôn, vậy là được rồi, công bằng. Bà nói: à, còn chấp nhận. Mày chấp nhận hiểu không? Rồi thì vài bà kia đi đi tìm thủ phạm đi. Từ đó về sau không dám đi bô lộn nữa. Dính rồi, sao đi bô lộn nữa, hiểu quý vị? Trời ơi, mấy bà già này bà luyện những đức giết mà thôi, cao thủ võ lâm luôn, thấy không? Nó, thấy không? Rồi ôi, nhiều chuyện mà quý vị nói nó không có ra gì cả, nhưng mà phải giải quyết. Nhưng mà nó lại vui. Giải quyết sao vừa mới thấy vui. À, ngộ ghê á. À, giống như hai bà giành một cái quần. Hai bà giành cái quần. Không, quý vị thấy kể chuyện thôi mà thấy mắc cười chưa? Rồi nghe một chút đi, rồi tới cái kết luận thì cho thấy à. Nè, hai bà giành cái quần. Xong cái những đức nói: bà nào cũng nói cái quần này của mấy bà hết, đúng không? Phải quần này quần của bà phải không? Bà kia nói: quần con. Bà kia nói: quần này quần của ai? Quần con. Bà nào cũng nói cái quần này của mấy bà hết, vì kêu tôi xử. Vậy thì tôi xử một cái là được liền à. Sao? Bây giờ mấy bà biết quần này của ai không? Của tôi. Đúng là đưa cho phiên tòa này mất cái quần. Đưa cho phiên tòa này mất cái quần luôn. Bây giờ tôi hỏi mấy bà, ở trong đây chùa Thượng Xây chúng tôi nuôi, tôi nói mấy bà cũng là của tôi luôn chứ đừng nói cái quần này, cho mấy bà biết đó. Nên cái quần này đúng thật sự là của tôi. Tôi đem cái quần này giày bạn ngủ được không? À, giải quyết xong vấn đề liền. Bà nào cũng vui hết, hai bà đều con chấp nhận như vậy. Nếu thầy mà đưa cho đứa nào là con cũng không chịu, đưa cho thầy con được chịu. Thấy không? Kinh khủng không? Đó, thì thấy xử lý chưa? Ôi ôi, mười mấy năm nay mà xử lý với bà già giết mà trở thành cao thủ võ lâm luôn mà. Không phải đơn giản chút nào, thấy chưa? Nó, rồi bắt đầu là tới cái chuyện ghi tên. Ghi tên vô quần. Nó, lấy lộn đồ mà có ghi tên. Nó qua bên bảo tháp xử lý keo này còn ác đạn hơn. Bà nói, nó lấy lộn quần của con đây là chắc 100% vì con có ghi cái tên. Hỏi bà ghi ở đâu? Con ghi kỹ nhất luôn. Ghi ở đâu?
còn ghi ngay cái đáy quần. Thầy danh lên thầy coi có phải có không. Cái những đứa danh lên những đứa coi những đứa thấy chằn thị ép. Trời ơi. Trời ơi trời. Ngay cái đáy quần mà chằn thị ép. Những đứa nói sao bà không đổi qua tên khác chứ. Bà đổi qua tên khác đại đi. Trời ơi là trời. Sao mà bà đi ghi ngay cái đáy quần, sao ngay cái ở ngay chân cái chỗ cái lung quần hoặc là cái ống quần, sao bà không ghi, bà ghi ngay cái đáy quần, bà nói ngay cái đáy quần ngày nào cũng nhìn. Bà nói là mỗi lần ngồi ăn cơm thì cần nhìn xuống là thấy liền. Bà nói ngày nào cũng thấy mà còn bị bay mắt. Trời là trời, bà già ác đạt. Nó ngày nào cũng thấy mà nó còn bay mắt đó thầy. Chứ đừng có nói mà lâu lâu nhìn thấy lạc. Trời ơi, bà tên Trần Thị Én. Bà chơi ngay cái đáy quần của bà ngay rồi, bà có ăn cơm với gì chứ. Trần Thị Én. Bà già thì chơi ác đạt. Bà nói không nhìn có gài bay mất tiêu. Trời ơi, đúng là kinh khủng đi chứ. Bà quá sợ với bà già luôn. Bà thấy không? Trời ơi, quý vị, quý vị phải luyện tới công phu mà đao kiếm bắt nhập mới chơi nổi với đại chúng này. Vì coi bên đây buổi sáng xong qua bên kia, qua bên kia, qua bên kia, ba bốn chỗ mà qua bên nào cũng gặp miền bắn đó. Mình nổ ầm ầm vậy đó, vậy mà vẫn tồn tại, vẫn lên ký. Vậy thì bao nhiêu trái mìn, bao nhiêu mũi tên bắn mà vẫn tồn tại được là nhờ đâu? Nhờ sự bảo vệ của bổn nguyện Di Đà. Nhờ sự bảo vệ của bổn nguyện Di Đà. Và tất cả những điều nói đây là những điều vô thường của đời người. Từ khi còn trẻ vì cái sự tham lam, vì sự gom góp để lo cho gia đình mà tới tuổi già nó thành ra túc nghiệp, để nặng nề từ cái bô, từ cái quần, từ những sự tranh chấp không cần thiết mà cũng phải dính phải. Chúng ta hôm nay nghe như vậy rồi, chúng ta có thể nghĩ ra được bản thân mình một ngày nào mình có như vậy hay không. Nếu như hôm nay mình không chịu cởi mở ra, không chịu học Phật cho tốt, thì có chừng ngày nào mình cũng sẽ đi giành cái quần, và giành cái quần và có tên Trần Thị Én. Nên từ nơi đó thì thấy không, đó 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 đó, cái câu kế này nó mới đặc biệt, nhắc gì vô thường hết chưa. Nó nên những điều tại sao những đứa nuôi các cụ già được, quý vị, vì chỉ có tình thương mà nuôi được. Mà tối 11:30 đi vòng, thấy bà cụ già bà ngồi. Nè, mình thử bà, tại vì mấy cô nói bằng đêm bà thường bà không ngủ, bà ngồi hoài. Bà ngồi bà không niệm Phật, bà la không. Mình thử bà này coi. Bây giờ mình làm ma, mình dụ bà, mình hù bà thử coi bà có niệm Phật không. Tại vì bà ngồi im gu, bà la hoài, làm cho mấy già, mấy bà già bên kia ngủ không được. Thấy không? Xong những đứa lấy cái nón đội, mà cái nón giải như đứa đội sát, bịt cái mặt lại. Chùm lại bên cái mặt lại giống như là mấy cái tử tù mà chuẩn bị đi hành quyết. Bịch lại luôn. Rồi xong nó bặn thêm cái đồ đen vô. Xong cái tay áo cho nó bự. Xong cái những đứa đứng ngay cửa đứa làm nè. Những đứa nói làm gì mà ngồi giờ này. Trời trời, cái bà già bà la ôm sùm. Mấy cô nói là bà lãng. Vậy mà những đứa làm gì bà làm nè. Ai với Đạo Phật? Ai với Đạo Phật? Bà biết sợ. Mình nói, à vậy là mấy bà già mình chủng tử tiết ghê vậy chợ. Mình làm gì mình làm nè. Làm gì mà nữa đêm. Không chịu ngủ đi mà la lối sùm vậy. Bà nói, ai với Đạo Phật? Ai với Đạo Phật? Trời ơi, bà điệp lia. Nó đúng là bà cũng khôn ghê.
Xong cái những đứa lợi gan, những đứa để cái tay đầu với những là cái bả làm nè, như đâu phở, như đâu phở, đúng là mình thấy kinh khủng đi trời. À, kinh khủng thiệt. Mà cái câu mà đúng là mình thấy thương thiệt quý vị. Bả làm một chút ai chứ đâu Phật, ai bằng chút, bả sợ quá sợ, bả nói nè, thầy Đức ơi cứu con. Đúng là mình nghe cái mình cảm động thấy ghê. Thầy Đức ơi cứu con thấy ghê thiệt chứ. Có nghĩa là ngày nào cũng qua chơi chung quý vị. Nghĩa là ngày nào cũng qua chơi chung hết. Rồi tự nhiên cái chủng tử nó quá mạnh. Cái bà già 96 tuổi quý vị nghĩ đi. Có ba đứa con gái đây. Đầu tiên con bà hỏi bà là bà chết bà đi đâu? Bà nói đi theo thầy Đức không? Kinh khủng không? Bà điều là nó đi theo những đức không? Mà những đức phải nhắc bà bao nhiêu lần không được nói gì nữa. Kinh khủng không? Nghĩa là những đức gần, những đức chơi chung, những đức giúp cho mấy cụ bà vui và thương bà đó. Giết cái tâm tư của bà nó bị ảnh hưởng. Nghìn mai ngay mình mạnh kinh khủng luôn. Mà bà niệm ai với đạo Phật một chút nghe bà không thấy Phật ai đà đến cứu. Cuối cùng bà kêu thầy Đức ơi cứu con. Kinh khủng không? Mình nghe cái mình thấy đúng là cái sự ảnh hưởng khi lo cho một con người nó kinh khủng thiệt. Nhưng mà vì phải cảnh giác chỗ này cao độ luôn chứ không giỡn đâu. Nó bị dính mắt luôn đó, chứ không phải giỡn đó. À. Nên những đức thường nói đại chúng là cái người ta lo cho mình nhiệt tình hết mình là để mình tu giải thoát. Và những đức cũng là giải thoát. Thấy không? Ông thầy hướng dẫn mình nhiệt tình cỡ nào cũng là để giải thoát. Chứ không phải là để mà dính mắt với nhau trong cái cuộc đời này. Cái đặc biệt nhất của chúng ta là mỗi người đều có nghiệp chướng. Nên chúng ta có bị cái nghiệp quả gì mình cũng phải lo tu, chứ không phải là để mình dính mắt ông thầy đó. Hoặc là mình đi ra mặt mình làm chuyện này chuyện kia đi tạo nghiệp làm chi. Tại vì nhiều người bị như vậy rồi, những đức không có muốn sau này như vậy. Tại vì cuộc đời tu hành mà nó đâu phải yên hoài cho mình đâu quý vị. Một ngày nào thì cũng gặp sự cố nặng đạn thôi. Nó thì chắc chắn rằng tơ bờ qua lá thôi. Nhưng mà đó mới là sự trải nghiệm cho cuộc đời tu. Thật sự có tâm tu hay không, hiểu chưa? Nó nên Hòa Thượng Hư Văn này nói có khi nó hội tụ xong rồi nó tan. Rồi nó tan xong rồi mình tiếp tục tu, nó hội tụ còn dữ hơn. Đó. Nên một con người chúng ta tu hành, mục tiêu giải thoát phải cho nó mạnh. Quý vị nghe những đức kể những câu chuyện này, vị thương cái cụ già lắm. Thương lắm. Nhiều cụ già nằm ở chỗ chổng, quý vị biết rằng là sưng người lên chưa? Ngày nào cũng vô thăm. Bởi vì thương các cô mà nó chăm cái cụ. Khi mà người nó phù lên hết, nó chảy nước vàng ra quý vị. Thì quý vị có tắm rửa sạch cỡ nào, cái mùi tanh nó vẫn là tanh, hiểu chưa? Mà mấy cô nó lao rửa, nó ăn cơm chung, nó đút cơm, nó ăn chung với mấy bà cụ. Cái việc làm này những đức nói với vị nghe nó còn hơn là cái người mà xuất gia nhiều chục năm chưa chắc làm được. Những đức nói với vị nghe chứ nói không phải là con nào cũng vậy. Có một đứa con của bà cụ nhỏ gái, mẹ già ở trong đây mấy cô chăm. Vô thăm mẹ một ngày, mấy cô nói cô lâu lâu cô vô một lần. Thôi bữa nay cô tắm mẹ cô đi. Tại vì lâu lâu cô vô một lần nên cho cô tắm mẹ cô đó. Thì cái người con gái đó trả lời sao phải không? Thôi cô tắm quen rồi, tôi tắm không có quen. Ghê không? Vì biết rằng có con cháu nên dạy con cháu một chút đạo đức quý vị à. Những đức nói đây không phải vì tiền bạc đó, việc mình nuôi người già mình đâu nghĩ chuyện này đâu. Nhưng mà phải dạy người ta chứ. Phải dạy người ta. Những đức nói những đức lo cho các cụ ở đây mà có khi con cháu nó vô y vậy đó quý vị. Mà xong rồi có khi người ta đi về mất tiêu không cần chào một tiếng. Rồi người ta cũng không cần hỏi han là đám của mẹ con, người thân con nhiêu tiền, con phụ chút đỉnh. Không hỏi một tiếng luôn, đi mất tiêu. Mà bây hởm có một đám kia đi rồi mà vậy mà còn điện đi xuống với nhà mai táng là xin cái tiền mà mình gỡ mà cho nhà mai táng, nó lấy cái giấy gì, cái giấy đưa hóa đơn để mà bây giờ nó đi nhận tiền thêm cái đó được 50%. Nó trời, nhà chùa trả mà đi xin hóa đơn để tự họ đi lỡ đằng kia đi lãnh tiền đem về nhà cho họ. Nói trời, quá tệ quý vị, tệ thế ghê. Nên mình có con cháu quý vị ơi, dạy cho con cháu một chút đạo đức. Con người đồng tiền không phải là vạn năng đó quý vị à. Chính bản thân những đức thấy rằng từ khi đi tu tới giờ những đức vui thấy ghê luôn. Tiền bạc thì cứ lo cho người ta này kia đâu. Mai mốt qua chương trình với con âm có, nếu có thể dư chút đỉnh tiền rồi đó là làm chương trình kiếm thị á. Đi hổm giờ chắc kiếm thị người ta nhắc hay sao mà nghĩ tới người ta rồi đó. Nhắc rồi đó.
Nhưng Đức để ý cứ là sắp sửa tới chương trình khiếm thị, hơi lâu lâu chừng qua tháng đâu là làm như họ nhắc à. Cứ là trong lòng mình cứ nghĩ tới họ là ngộ ghê, cứ nghĩ tới là biết là họ nhắc tới mình à. Tại sao thầy Đức lâu quá tổ chức khiếm thị, có không phải đòn mà tuốt ở ngoài miền ngoài miền xa ngoài gì mà họ nói thầy ơi giờ chúng con thấy cái chương trình, nghe chương trình khiếm thị chúng con nó trong lòng ước ao gì mà được vô đó một lần. Nó thầy cho con cái mấy cái vé xe cho chúng con đi chứ. Thầy thật tội nghiệp khiếm thị, kỳ sao mà tổ chức kệ cho bao xe cho họ đi, tội nghiệp họ. Mình thấy rằng cái cuộc đời con người đến với con người, quý vị nhớ rằng đừng có nặng quá về tiền bạc, nó là phù du lắm, nó không có phải là cái gì mà chắc chắn đâu. Có tiền bạc biết chồng phước vào con người thì phước xài hoài cũng hết. Chứ mình đừng có cá nhân mình, đừng có bo bo, mình đã biết đạo, mình biết tu rồi, cuộc đời sanh không mang đến, chết không mang đi. Những cái việc mà làm ý nghĩa được trong cuộc đời thì cố gắng mà làm đi. Để khi mình ra đi mình cũng cảm thấy mình nở nụ cười, mình vui vẻ mình đi quý vị. Nó thật sự mà câu Phật hiệu thì mình có thể niệm Phật mình về cực lạc được rồi. Nhưng mà trong cái cuộc đời này áp dụng để mà sống làm sao cho thấy mình là người tu, ít gì nó cũng có đạo tâm một chút đến với con người, giữa con người nha. Thật sự mà nói những đức cũng vẫn còn sai chứ không phải hoàn toàn đúng đâu. Nhưng mà mình những cái gì làm được thì cố gắng mà làm. Nên bây giờ nhân vô thập toàn làm sao toàn vẹn đây. Đừng có đòi hỏi toàn vẹn quá, được được là được rồi. Đến với nhau mà không có dụng ý, không có lừa đảo nhau là được rồi. Những đức nó thật sự là hiểu rồi, không có nên lừa đảo ai đâu. Tại vì hiểu rồi mình lừa đảo người ta là phiền phức lắm. Nên những vị mà đi tu á, ban đầu chưa biết á, chưa hiểu, nhưng bây giờ từ từ hiểu. Coi cô nói thầy ơi, con nói thiệt với thầy là lúc trước con đi toàn là được người ta bao tiền xe không đó thầy. Người ta bao không à. Sau này con nói thiệt với thầy là con nghe thầy giảng với con hiểu. Con nói bây giờ chị bao tôi, bây giờ tôi cũng trả nó từ khi tôi không có tiền. Chứ tôi trả tiền cho tôi không có để chị bao tôi đâu. Tôi nghe thầy giảng tôi hiểu rồi. Tính ra cả năm giờ tôi đi như vậy chứ cái tâm của tôi á, nó khuyết nhiều quá. Tại tôi có tiền mà tôi để cho người ta trả. Mà lương tâm tôi biết nhất là tôi không muốn bỏ tiền. Tại thấy người ta trả tôi cũng không muốn bỏ ra làm gì. Nên từ nơi đó mà tôi thấy rằng trừ qua sớt lại thì tôi vẫn khuyết nhiều dữ lắm. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn nhờ lót cái nền móng đó. Mà bây giờ tôi mới hiểu được đúng là dù chị trả cho tôi nhưng phước cũng từ mạng tôi mà ra chứ đâu. Thầy đã nói rõ ràng trong kinh Nhân Quả ba đời Phật dạy, từ cái kim, từ ngọn cỏ, từ một nắm cơm, toàn là do phước của mình đã có mà bây giờ mới có. Nếu mà trong phước mạng không có, quý vị, người ta có đưa quý vị nắm cơm vừa tới tay mình rớt xuống, chó chạy lỡ bốc chạy mất tiêu. Tại vì trong mạng nó không có mắm cơm này. Còn trong mạng nó có thì ta mới đưa mình được. Quý vị coi đệ tử Đức Phật á, người không có phước á, tuy là chứng quả La Hán tu huệ không có phước. Nên Phật mới dạy là tu phước huệ mới được. Bậc A La Hán không có phước gì mà ôm bình bát không. Vị coi á, đệ tử Đức Phật những vị đi khất thực đem về đưa cho, đi bay qua biển thì bị xà điểu quật rớt xuống biển. Rồi đi nhặn về đến chỗ khác, đi giữa đường bị người ta giật mất tiêu. Có nghĩa là cái người này không có cái phước này là không bao giờ hưởng được. Ghê không? Nên mình đừng bao giờ lạm dụng của người khác. Tại vì đây là trong mạng mình chứ đâu phải là của người ta cho đâu mà mình đi lạm dụng. Mình lạm dụng mình sẽ bị tổn thất rất là nhiều. Nên người ta có cái tâm, người ta dám mở cái tâm ra để người ta giúp mình để đi tu. Khi mình đã hiểu rồi, giống như cái câu nói khi mê thầy độ, ngộ rồi tự độ. Khi mê thì người ta dẫn dắt mình, ngộ rồi thì mình phải tự đứng lên. Nên con người, cái quan trọng nhất của con người là có thể đứng lên được quý vị. Chúng ta sống trong cuộc đời này không sợ bị té, chỉ sợ không biết đứng lên. Ở cái cõi đời này mà ai mà không té, ai mà không khổ, ai mà không bị vấp ngã, ai mà không bị gạt gẫm. Nhưng chúng ta đã hiểu rồi thì tự điều chỉnh lại. Nên tất cả các vị, người ta thuê tiền xe cho mình đi thì tự mình phải xem lại, nếu mình có tiền tự trả. Đó là cái góc độ tu của quý vị đã tiến tu. Giống như cái cô kia cổ chia sẻ, con hiểu rồi. Đem cái điều chia sẻ đó để chia sẻ cho tất cả những vị trưởng đoàn, để áp dụng làm sao cho phù hợp, để cho mỗi người nghe Phật Pháp phải hiểu. Phải hiểu từ khi người ta nghèo hoàn toàn, người ta không có tiền, sự thật người ta không có tiền, thì cái này người ta trả cho mình. Còn mình có tiền thì mình phải tự trả. Nên quý vị biết rằng là phải hiểu nguyên lý này. Còn nếu như quý vị có tiền, quý vị cứ bao xe cho người ta đi hết đi. Cho người ta đi thì không sao đâu, quý vị cứ làm đi. Nhưng cái nhắc thì những đức phải nhắc. Còn người ta nói người ta không có tiền, quý vị đừng suy nghĩ gì cả.
Người ta nói người ta không có tiền, quý vị đừng có nói bà đó bà không có tiền. Vì nói vậy thay vì đừng có làm, nghĩ làm luôn đi. Còn đã làm rồi thì đừng có nói những cái ý nghĩ như vậy làm chi. Mình đã nói rõ rồi, mình đã chỉ người ta rồi, đúng không? Đó, nên cái người tu mình cái đặc biệt nhất là gì? Đã làm việc tốt là chân thật mà làm. Giống như chương trình khiếm thị đi, người nào đưa tay là những đứa kêu đưa tiền. Chứ chưa bao giờ những đứa nói mù mới đưa, mà khỏe không đưa. Thấy không? Mình đã nói rõ ràng, mình dạy rõ ràng rồi, người ta thích thì người ta cứ nhận đi. Mình đã được tu duyên tu phước cùng với người ta. Còn chính người ta làm không phải, tự người ta chịu. Hiểu được nguyên lý này gọi là đi sâu vào định lực nhân quả. Người mà đi sâu vào định lực nhân quả thì ít bao giờ phiền não lắm. Họ rất là vui, họ rất là tự tại. Nó học Phật á, lâu hay mau gì không biết. Nhưng cái quan trọng của quý vị là đi sâu vào định lực nhân quả được hay không. Nhớ nè, từ phàm phu tam đồ cho đến chư Phật Bồ Tát đều là từ tin sâu nhân quả. Nên chúng ta phải tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhớ nha, phải tin đó. Phải tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Con gà đẻ trứng thì là gà con. Con vịt đẻ trứng thì là vịt con. Vậy thì Phật đẻ trứng là Phật con. Thế vì niệm Phật là Phật đẻ trứng chứ gì. Thế vì bây giờ Phật á, đưa bổ nguyện, Phật lấy cái quả giác đưa cho mình tu. Phật đưa quả giác là ai với đạo Phật. Ai với Phật là cha. Chúng ta là ai với là Phật con. Vậy thì chúng ta niệm ai với đạo Phật thì chúng ta là ai với đạo Phật con. Mà ai với đạo Phật con thì có khác gì ai với đạo Phật cha đâu. Chưa. Hiểu không? Hiểu không? Đó. Nên bây giờ quý vị chỉ cần về ai với đạo Phật thì quý vị sẽ gặp Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và hàng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc hết chứ. Mà 10 phương chư Phật á, đều là nhắm ngay mục tiêu quý vị là đệ tử A Di Đà. Hiểu chưa? Đệ tử A Di Đà. Tại vì bổ nguyện của Di Đà được 10 phương chư Phật tán thán, còn đệ tử của Bồ Tát Quán Thế Âm thì chưa phù hợp vào bổ nguyện. Hiểu chưa? Quý vị tính nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà quý vị nên tính nguyện Di Đà để thành đệ tử Di Đà. Mà đã là đệ tử Di Đà là chúng ta cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm bạn đồng hành. Đặc biệt ghê. Quá tuyệt vời. Hiểu chưa? Nên nó phải tính nguyện Di Đà, niệm cả đời không thay đổi. Nên cái câu nè, cái câu của Đại sư Thiện Đạo nè là Di Đà quá thân nè. Cái câu này rất hay mà những đứa đọc nhiều lần. Chứ quý vị nghe để kết hợp vào cái bài chia sẻ hôm nay. Hãy nhìn từng đời đi qua cuối cùng được những gì. Thì bài, cái bài kể này rất là hay nè. Quý vị nhắc ai cũng sẽ gặp phải này nghe. Trẻ rồi cuối cùng sẽ gặp phải tuổi già nè. Lằn lằn tóc bạc da mòi, thấm thoát bước đi lụm cụm. Dẫu rằng vàng ngọc đầy nhà, đâu khỏi già si bệnh khổ. Mặt ông sung sướng đủ điều, cái chết nó rồi cũng đến. Duy có đường tắt tu hành, chỉ niệm A-di-đà Phật. À, bài kệ Đại sư Thiện Đạo dạy, vì thấy vô thường chưa? Nó phải lằn lằn tóc bạc da mòi không? Bạc rồi nè. Da chỗ đầu mòi dài hộp rồi nè. Chứ đâu phải như 20, 21 tuổi đâu. Có chỗ đầu mòi dài hộp đen đen rồi nè. Thâm thâm. Nó lằn lằn tóc bạc da mòi, lụm cụm bước đi ha. Nè, lưng còm, lưng tôm từ từ, chân mỏi ha. Thấm thoát bước đi lụm cụm. Thấm thoát là từ từ đến với mình. À, bây giờ những người bốn mấy năm mươi tuổi đâu có khỏe như ngày xưa đâu. Từ từ rồi đó. Nó rồi dẫu rằng vàng ngọc đầy nhà, đâu khỏi già si bệnh khổ. Dù là vàng bạc nhiều đi chăng nữa mà già si bệnh khổ, quý vị có giải quyết được vấn đề không? Có tiền nhiều như ông vua đi chăng nữa, bệnh đau chết phải chịu. Thuốc tiên cũng cứu không được nữa, đúng không? Vô thường đó ràng. Mặt ông sung sướng đủ điều, cái chết nó rồi cũng đến. Thì cái sung sướng cỡ nào, cái chết rồi cũng đến. Tại sao không chọn cái ở Cực Lạc không chết? Tây Phương Cực Lạc là nơi không chết. Nó tuổi thọ vô lượng, năng lực vô lượng, trí tuệ vô lượng, độ sanh vô lượng. Đi mười phương khắp pháp giới chỉ trong một niệm, ngồi nghe pháp Di Đà đang giảng. Như vậy mà khoan thân đi tha phương để độ sanh. Cái này đúng là cảnh giới không thể nghĩ bàn luôn mà. Vẫn ngồi như vậy nghe, như khoan đăng thân đi thì vô lượng. Trời ơi, quý vị coi cái cảnh giới gì mà không về. Quý vị ngồi để nghe, quý vị đi khoan thân được không? Bây giờ đang ngồi nghe gì mà đi tiểu là mất tiêu liền. Đang ngồi đây nghe gì mà đi tiểu là mất tiêu cái bà đó liền.
Như vậy mà người ta ở thế giới cực lạc, người ta đang ngồi nghe pháp vậy đó. Vậy mà ta phăng thăng đi mười phương khắp pháp giới, quốc độ nào chưa có Phật đến đó độ sanh. Trời ơi, nghe tới chỗ này đúng là lông tóc dựng đứng luôn đó. Thì như vậy chứ, cảnh giới không thể nghĩ bàn, thấy không? Cảm giác được rồi, cực lạc Di Đà thì không còn gì buồn ở ta bà. Ôi đặc biệt vậy. Cảm giác được cực lạc Di Đà thì không có gì buồn khổ ở ta bà. Vì ta bà khổ ngắn ngủi, cực lạc Tây Phương ăn vui lâu dài. Chấp nhận vui trả cái khổ nhất thờ để hưởng cái vui đời đời, sao không chọn? Tự nhiên không còn buồn trách chồng, không còn buồn trách vợ, không còn buồn trách con, không còn buồn trách người gạt gẫm mình. Chồng thương mình ngày nào, hôm nay bỏ mình, gặp anh, chào Ai với Đà Phở. Không buồn anh chút luôn, không buồn anh chút xíu nào hết chứ. Nhớ không còn buồn chút xíu nào chứ. Nghe chưa? Hiểu chưa? Còn anh thì gặp em thì gặp cái là chào A Di Đà Phật. Không có một cái tâm trạng gì mà cảm thấy chánh nhau hết chứ. Ví dụ bây giờ vợ chồng đã từng đến với nhau mà bây giờ đi đến chùa này tu mà bây giờ không còn ở bên nhau nữa nghe. Thì đi đến chùa này tu gặp nhau là đói mặt, mặt cùng mặt. Khi mà bốc đồ ăn thì bốc đến vợ mình ngày xưa thì để vô chén nàng nhẹ nhàng, vẫn bình thường tự nhiên luôn. Còn vợ bốc đồ ăn thì để vào chén anh đàng hoàng như thở nào. Hay chưa? Không có một chút gì trở ngại, nghe chưa? Trở ngại là phiền phức, thấy không? Nên Tây Phương Cực Lạc phải mỗi ngày ngầm ngắm cái tâm để cầu sanh cực lạc. Nếu không ngầm ngắm cái tâm cực lạc Di Đà thì chúng ta sẽ dành bô ở ta bà. Dành bô ở ta bà, nghe chưa? Nếu không hướng mục tiêu gì mạnh thì mục tiêu khác nó sẽ chen vào nắm giữ chúng ta. Ví dụ như về vợ mình ở nhà mà nó ghét mình, nó phục vụ cha mẹ mình được không? Mình muốn nó phục vụ cha mẹ mình ngon lành thì mình phải thương nó. Mình phải thương con vợ mình thương nó, rồi mình phải biết lờ lẽ nữa chứ. Nói anh đi làm xa tối ngày, cha mẹ xin anh ra, bây giờ anh phải lo gia đình, anh làm tối ngày. Bây giờ em ở nhà thì em thay anh để lo cho cha mẹ đàng hoàng nghe em. Rồi xong hung nó một cái. Đúng không? Đó là tôi nói ngoài đời chứ không phải tôi ở đây tôi làm vậy nghe. Đúng không chưa? Đó trời, mấy ông mà nghe tôi nói không phải chơi đơn giản đâu, nghe cái chuyện này là cái chuyện ghê gớm lắm á. Ông nói tôi nói vui vui, cái chuyện này cái chuyện mà một con người sống với một con người đó, nó có một cái khả năng xã giao mà làm cho người ta mà cực lực mà không thấy mệt đó trời. Một lời nói mà làm cho người ta làm cực lực mà không thấy mệt á, không giỡn đâu. Mình một lời nói mình làm cho người ta đau lòng mà người ta không làm luôn á. Một lời nói mình làm cho người ta làm mà chết bỏ luôn á, mấy vị biết á, hiểu chưa? Nói nên mình là người đàn ông nó phải có một khả năng gì ra lăng một chút, có lời lẽ gì mà đúng, nói đúng, nói đàng hoàng cho người ta nghe. Nói bây giờ mà em thương anh là đúng. Tại vì sao anh vợ chồng bây giờ thương cha mẹ anh là đúng. Tại vì có cha mẹ mới có anh. Còn anh thì nhất định sẽ thương cha mẹ em. Cha mẹ khó khăn cái gì thì em coi giúp đỡ cho cha mẹ. Mình chỉ cần nghĩ đến cha mẹ người ta thì người ta nghĩ đến cha mẹ mình. Và cái tâm đó đó thì tự nhiên vợ chồng hạnh phúc dữ lắm, vì bòi được cái gốc. Còn nếu như bây giờ mình chỉ kêu người ta lo cho cha mẹ mình mà mình không ngó ngàng tới cha mẹ người ta là không có được. Dù cha mẹ người ta ở phương xa gì mình biết, miền ngoài bây giờ đang bão tố này kia, mình nói em điện thoại về ngoại coi gia đình sao nghe. Mình là người đàn ông như vậy nó đặc biệt dữ lắm đó, chứ không phải giỡn đâu. Điện thoại về nhà coi gia đình ở ngoài sao, bão tố không biết rồi. Có tóc mái nhà gì không em. Rồi coi gỡ cho cha mẹ chút đỉnh đi, lúc này chắc ngoại cũng khó khăn. Có nghĩa là con người mình nó có cái hành động như vậy đó thì tự nhiên nó gây dựng được một cái hạnh phúc của gia đình lớn dữ lắm. Mà tự nhiên người vợ, người đàn bà người ta tâm phục khẩu phục mình, tự nhiên người ta hết lòng hết dạ. Nó tự nhiên gia đình nó được hạnh phúc, hiểu chưa? Một cái lo lắng một chút mà nó không bao nhiêu nhưng mà nó lại có được một cái tình con người giữa con người đến với nhau. Dù bây giờ đi xuất gia tu hành nhưng ai cũng là cái tâm còn là phàm phu. Vì bỏ đại bỏ cạn đi kêu tu đi, người ta cũng cảm thấy buồn tối ngày trong chùa, không được đi đâu. Bây giờ ăn uống mà cũng không có ăn uống nữa. Mà nói chuyện thì không có một chút vui, ngày nào cũng là áp lực không, sống sao nổi đây. Nếu như ngày nào những đứa cũng áp lực không thì quý vị nhìn mấy cô mình nó không có được gì đâu. Quý vị coi như ở đây những đứa lo cho các cụ, các cô ha. Quý vị coi, các chú, với thầy không? Ai cũng mướt rượt. Đúng không? Quý vị có khi lo cho bà vợ mà gì đâu khô khan cằn cỗi thế ghê. Có bà vợ mà lo khô khan cằn cỗi kỳ cục. Người ta lo cho bao nhiêu bà mà mướt rượt.
Thấy không? Hiểu không? Công nhận không? Nó nên cha mẹ người ta vô mà gặp con người ta cái là cha mẹ người ta yên tâm liền. Tại vì trắng trẻo mập mạp vui vẻ thì cha mẹ yên tâm liền, đúng không? Chứ mà bây giờ mà mới vô tu thì coi được được mà tu thời gian héo hon thì thua rồi. Không đúng rồi. Tướng do tâm sanh, cái tâm này sanh tướng. Cái tâm nó vui thì tướng nó vui, hiểu không? Đó, nên người tu của mình cái quan trọng là nội tâm nó được an lạc. Nó cả chùa người ta đông vậy đó mà những đứa chạy tới chạy lui á, làm chuyện tư tưởng không đó quý vị. À, chủ nhật là quý vị biết á, chủ nhật nói chuyện quý vị đang về nghe chiều giảng pháp nghe một chút nghe là bắt đầu là đi qua bên đại Tùng Lâm nghe, qua đại Tùng Lâm á là ngồi chị nói chuyện với mấy cô là nó cười chặt khoảng cỡ tiếng mấy nghe. À, nó là người ta cười tiếng mấy, bắt đầu là trở về gặp mấy cô bên đây mấy bà cười tiếng mấy nữa nghe. Nó xong bắt đầu là về bên mấy thầy mấy chú tăng nữa, khoảng 9 giờ mấy mới nghỉ. Thì coi nghĩa là người ta làm việc tư tưởng chứ không phải nói là gom lại hết trơn ngồi chung, không có. Vị trí nào ra vị trí nấy, mình chấp nhận chịu cực một chút. Cái nào ra cái nấy. Thì tự nhiên nhờ vậy mà chúng mỗi điểm chùa nó ổn đó quý vị. Mình phải làm việc tư tưởng cho người ta, nó phát triển cái tâm lên. Mình nói cho người ta nghe cái sự cái lợi ích khi làm việc này thì tự nhiên người ta mới phát tâm được. Còn quý vị bỏ đại với tờ nó tiêu cực, nó không có làm nữa đâu, nó buồn lắm. Mấy đứa mà nuôi các cụ già là khó lắm. 4-5 đứa mà nó nuôi mấy chục bà già. Trời ơi, có 4-5 đứa con gái thôi mà nuôi mấy chục bà già thì nghĩ sao? Nó lần nào những đứa mà bước vô cái là những đứa chọc cho cười. Những đứa cứ chọc cho cười, những đứa gần gũi lắm. Nên từ nơi đó mà cái niềm vui đó nên người ta làm những việc mà đúng là phi thường. Nó thiệt luôn á. Người ta vui mà ta làm việc phi thường á. Có khi mà một cọng chuỗi bình thường thôi mà những đứa lợi những đứa nè tặng nè, đưa tay đây đeo cho. Thấy gần gũi ghê không? Phải sống với con người, phải sống đến với con người như vậy đó. Mình không có một ý đồ gì cả, mình đều là nghĩ gì người ta, làm việc cho các cụ. Hiểu chưa? Đó, nên những đức mong những điều chia sẻ này quý vị có thể áp dụng vào cuộc sống của gia đình quý vị, cuộc sống với bạn bè. Con người đến với con người, đừng có bao giờ cái gì cũng nghĩ về cái lợi ích đặt hàng đầu á. Chúng ta hãy nghĩ cái lợi ích chung của nhau đi. Lợi ích cho người ta cũng tốt. Hiểu chưa? Mình là người tu đạo, nghe đạo thì phải làm sao người ta được lợi ích hơn mình vẫn thấy mừng. Người ta lợi ích hơn mình thấy mừng, người tu vậy mới đúng. Còn người ta chỉ cần lợi ích hơn mình chút là mình ganh tị là không có đúng đâu. Thật sự không có đúng. Nó, nếu bị nghe những đức chia sẻ những điều này nó quan trọng lắm. Nên đó, những đức nói rằng là niệm Phật mỗi ngày phải cười, vui, cuối đời Phật nước cực lạc. Trời ơi. Quý vị sống 100 năm sau đi chăng nữa, quý vị vẫn thấy hứng thú. Tại vì 100 năm vui, 10 năm vui, 5 năm vui, 1 năm vui, Phật rước rồi. Nó, còn nếu như bây giờ mỗi ngày buồn nặng nề, Phật ơi, rước con đi Phật. Con khổ quá, Phật ơi, Phật rước con đi Phật ơi, Phật. Chồng nó chữ, con bất hiếu, vợ nó chữ con, vợ con mà leo đầu cổ con nó mắng con, nó quýnh con. Nó giữ tiền hết trơn luôn mà con hỏi tới nó không đưa con một cách nữa. Phật ơi, thôi Phật rước con đi, con ở đời khỏi đời này con khổ quá Phật à. Phật nói con à, con trả cái nợ ở khỏi đời này đi. Bây giờ nếu mà ta rước con, không lẽ đi ta giúp con vịt nợ. Rồi mấy cái thằng mà con thiếu nợ đó, nó nói Phật A Di Đà kỳ cục quá vậy. Nó thiếu nợ con vậy đó mà bây giờ mà Phật đến là Phật dùng năng lực thần thông Phật dẫn nó đi mất tiêu, Phật chơi kỳ thiết ghê. Bây giờ con hỏi Phật, người ta thiếu nợ Phật thì Phật là bậc đại giác ngộ thì Phật có thể không đòi. Nhưng con là kẻ phàm phu, con phải đòi nó Phật ơi. Nhiều đời nhiều kiếp nó giết con, nó chặt đầu chặt cổ lột da con nè. Nó giật vợ giật chồng con nè, nó bất hiếu với con nè. Bây giờ đời này con mới lên con đòi cái chuyện này. Mà bây giờ nó học Phật xong, nó niệm Phật xong, nó không chịu trả nợ con mà nó kêu Phật rước đi, cái Phật rước mất tiêu. Rồi ai trả nợ cho con đây? Phù hợp không Phật? Phật nói cái này chắc không phù hợp. Ta từ bi nhưng mà từ bi gì là không phù hợp. Nên Phật nói với cái người mà than van kia, nói con gán trả đi. Mày thiếu nợ thì mày trả đi chứ mày than van làm gì, mày nghe thằng Đức nói. Đức Phật không biết hết trơn. Đức Phật biết hết trơn, mình nói gì Phật biết hết trơn đúng không? Nó thằng Đức nó nói mày hoài mày không chịu nghe, mày nghe nói sao mày không chịu làm. Nó cứ nhắc mày hoài, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì mà mày cứ đòi gì hoài. Mày chưa có đủ ngày về.
Thì chưa, mày chưa có đủ ngày giờ, mấy ngày cái chuối nó chưa có già. Mày muốn vú ép hả con? Mày đúng là mày học Phật mày muốn trốn nợ không à? Bây giờ mày vừa nghe muốn giảng sanh thì cực lạc, cái gì vịt nợ người ta mày chạy trốn nó tiêu. Bây giờ mày muốn giảng sanh thì cực lạc, cái mày đang làm vợ làm chồng người ta vậy, cái tự nhiên mày thòi ly dị. Tận mày vô chùa mày tu, mày mua mày nói là mày muốn giải thoát. Mày vậy ngày xưa mày cứ người ta sao mày đi lôi đầu người ta mày cứ làm chi vậy con? Phật nói mày lôi mày cứ làm chi để rồi bây giờ mày đòi chia tay với người ta để mày đi tu. Mày tu thì mày ngon, mày tu ở nhà đi, mày tạo ra đống nợ nên mày do mày lo đi rồi mày tu đi. Mày lo mày tu đi, chừng nào mà con vợ mày nó tha cho mày thì mày đi. Chồng nó tha mày thì mày đi. Con mày này xong hết thì mày đi. Còn bây giờ á, vợ cũng chưa xong, chồng cũng chưa xong, con cũng chưa xong mà mày nói mày đi tu giải thoát. Mày nói mày học giống Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni là khác mày. Phật nói Đức Thích Ca Mâu Ni là khác. Đức Thích Ca Mâu Ni á, người ta là thái tử. Địa vị và điều kiện người ta nó hoàn toàn đầy đủ. Hiểu không? Còn bây giờ cái gia đình mày bày ra nó nghèo muốn le lử. Mày coi coi rồi cha mẹ mày không ai nuôi, còn vua Tịnh Phạn thì có hoàng thân quốc thích nuôi. Cái chuyện này thái tử và mày hoàn toàn khác nha mày. Chưa. Thì thấy giảng gần gũi không? Quá gần gũi luôn, thấy chưa? Nó thì mày phải hiểu. Để rồi mày vui mày trả nợ đi con. Nó mày ở vị trí nào mày tu ở vị trí đấy cho nó đàng hoàng đi. Rồi sau này khi mà nghiệp mày với người ta mày trả xong đó thì tức khắc con nợ nó buông tay mày ra. Lúc đó mày rất là ung dung tự tại, mà khi mày nói chuyện với người ta mày cũng mạnh dạn thoải mái nữa. Bây giờ quý vị coi, bây giờ những đứa có lo bao nhiêu chuyện đi chăng nữa cũng phải lo chứ, không lẽ những đứa đi nói đi cắt cái chỗ nào đi ẩn cư để mà chuyên tu. Tâm bậy, bây giờ tu là tu, đây là chuyên rồi. Dù có gặp sự cố gì cũng phải ngay chỗ này mà tu, tu cho bằng được để nó luyện công phu thứ thật. Chứ bây giờ mà nó còn nợ tùm lum, quý vị có vô khu chuyên tu quý vị cũng cầm điện thoại điện lên điện xuống à. Mắc công thêm, cái này là tôi đã từng thấy rồi, kinh nghiệm. Nên ở ngay chỗ này mà chơi. Nó gặp bao nhiêu thành phần đến cũng phải luyện công phu. Hôm kia có hai ông già ở bên kia. Hai ông già. Hai ông nói thầy ở chung phòng mà cái thằng này nó muốn quýnh lộn với con. Hai ông già ông nói thằng này nó muốn quýnh lộn với con. Bây giờ con phải làm sao thầy? Nhân Đức nói vậy ông quýnh với nó đi. Chứ bây giờ ông hỏi tôi làm chi? Cái chuyện mấy ông vô đây mấy ông tu, tôi lo hết trơn rồi. Bây giờ nó muốn quýnh lộn với ông rồi, ông đi hỏi tôi là ông muốn đánh đúng không? À, con cũng muốn chơi với nó thiệt á. Tôi biết mà, ông hỏi tôi là tôi biết ông muốn chơi rồi. Thì được, qua đây. Bữa nay tôi làm trọng tài cho hai ông đánh. Vô đây. Chùa xây chưa xong, cái phòng này ngon nè, có sắt, có đá, có xi măng sẵn luôn. Vô đây, tôi bắt cái ghế tôi ngồi ngay cái tường, rồi hai thằng đánh đi con. Tôi điếm 1, 2, 3 là nhào vô nghe. Rồi thằng đứng bên đi. Hai ông già tưởng là Như Đức đùa. Cuối cùng Như Đức nói chuẩn bị chưa, gồng lên. Cái này là có sức chơi, có sức chịu, kế phòng hộ niệm nghe. Có gì là tôi đưa vô phòng hộ niệm, nhớ. Nãy có ghi tấm giấy rồi, ký tên xong hết trơn rồi, dám chơi dám chịu nghe. Còn có chút sức lực dám chơi dám chịu nghe. Chuẩn bị chưa? Hai ông lúc đó xìm xuống. Mày đặt hù những đức ha. Nó chắc là mình đi khuyên quá, không dám khuyên nữa, tôi khuyên nhiều lắm. Bây giờ tôi chơi thiệt nè. Rồi gồng lên chuẩn bị. Hai cha xìm liền. Cuối cùng như Đức nói 1, 2, 3, hai chả ngồi xuống đầu hàng. Thấy chưa? Chưa đánh mà chịu thua. Mày thấy cái thế đánh ghê chưa? Gặp những đứa rồi, gặp đúng là thầy liều. Liều nhất sớm luôn. Thấy chưa? À, ngày xưa cái chiêu này á, ngày xưa những đứa ở trong nhà hàng á, mỗi lần á mà những đứa để ý, hai thằng cự lộn nhau tính quýnh lộn, cái nhào nhào vô cái người ta can, mà càng can thì càng muốn nhào vô. Mình can cái buông ra, buông tao gan, tao chơi nó coi. Mình nói trời trời sao mà mình gan nó làm thế ghê chợ. Lần sau nhào nhào vô nữa, mình nói mày quýnh đi. Cái tự nhiên hai thằng đứng nói ngu gì tao đánh. Kinh khủng không? Bây giờ mình nói à cái chiêu này coi chừng mấy ông già này dính nè. Mình đem vô cái phòng mà đang xây dựng, đá sắt tùm lum. Mình nói chơi đi.
cuối cùng vô ngồi xuống đầu hàng. Thấy chưa? À, không nên trong chùa vì thấy giải quyết nhiều việc chưa? Nó rồi á, cái câu chuyện, mấy câu chuyện này kể với vị nghe á, nói về phàm phu con người mình á, dù trong chùa vẫn có những chuyện vậy đó. Để cho quý vị sau này vô đây tu, quý vị đừng có nói ông thầy Đức nói gì cũng ngon. Tôi không có nói ngon nghe. Tôi nói đây á, nó ít gì nó cũng được ngon lành á, 7 phần, 8 phần cho quý vị. Còn ít gì cũng vài phần khác nó không được ngon đâu. Cho quý vị á, để có cái tùng. Quý vị ở cái cõi ta bà này, quý vị muốn cái đạo tràng như cái đạo tràng Tịnh Độ thì quý vị về cái Tịnh Độ làm chi? Đúng không? Ở cái cõi ta bà mà nó được ngon lắm là 7 phần, 8 phần là dữ lắm. Quý vị đi tìm 2, 3 phần kia không thì gán chịu. Không chịu nhìn cái chỗ tốt đâu mà đi nhìn 2, 3 phần si cà que không à. Người ta ngàn mấy trăm người mà chỉ còn có da vài ông vậy thôi, bị đi kiếm 2 ông đó chi ạ? Thù lao. Thấy chưa? Hiểu không? Nhìn mấy cái chỗ ngon á, ai mà đi nhìn mấy cái ông đó chi cho nó mệt. Cái đó là bài học về mặt trái để nhắc mình nghe chưa? À, đây là bài học tập mà nhìn thấu để buông xuống. Hãy nhìn từng đời đi qua, cuối cùng được những gì. À, từng đời ông bà mình, từng đời người giàu sang, rồi có những người thì nghèo nàn. Cả cuộc đời đi qua, cuối cùng được cái gì. Dù là giàu cỡ nào đi chăng nữa, hay là đất đai cò bay thẳng cánh, nhiều căn nhà, tiền bạc nhiều, danh tiếng lớn, nhưng nếu không biết tu, chúng ta được cái gì đâu. Đất có nhiều cỡ nào thì cũng, nếu mà đi chôn thì cũng là vừa để cái quan tài xuống chôn. Còn nếu mà như đi thiêu thì ngủ cốt chút xíu à. Nên tích lũy cuộc đời con người phần nhiều là nghiệp chứ. Đa phần nếu như nghe đạo mà không có hướng giải thoát cũng là tích lũy nghiệp chứ. Cả nghe đạo luôn chứ đừng nói mà không nghe. Nghe mà nếu như không có một phương hướng giải thoát thì cũng là tích lũy nghiệp chứ cả đời. Còn đa phần không nghe đạo thì tích lũy của chúng ta được ở đâu? Tam đồ ác đạo. Đa phần là đi vào tam đồ ác đạo. Hôm qua những đức coi mấy công đoạn ở trên mạng ta quay lại, có những cái đám chết của người xã hội mà mướn những vị thầy mà đến vợ của mã làm đám ma. Mình coi cười cũng chết, cũng bể bụng luôn. Mình thấy đúng là thê thảm thiệt. Kéo con gà đi vòng vòng, mộ ba vòng. Ông đọc cái thứ gì không biết mà quýnh gà theo tôi. Ông thầy không làm mà cười cũng chết. Những đức nói rằng được, bây giờ khỏi nói tu. Khỏi nói tu hành gì. Nếu như cái người chỉ cần có góc độ một chút thôi, nhìn cái hình thức con người đó là biết liền. Nhìn cái hình thức thôi là biết. Ví dụ những đức có xấu gì xấu chứ vì nhìn những đức cũng thấy coi được đúng không? Tu hành thấy nó cũng sạch sẽ ha. Nhìn nó cũng có một cái gì đó của người tu hành coi được một chút, đúng chưa? Có nghĩa là mình không cần tu gì nhiều, không biết tu luôn á. Nhưng mà mời một vị thầy cũng biết chọn một vị thầy để tụng kinh rồi niệm Phật hay gì cho ông bà cha mẹ mình có được một chút, đúng không? Vì đâu chắc cái nơi đó không có thầy, mướn nhà ông thầy ba trợn. Vì mà nó quay lên mạng nó coi cả triệu người mới ghê chứ. Mình thấy đúng là thê thảm thiệt. Còn có những cái đám ma thì quý vị biết rằng họ mướn mấy cái thành phần hát ca đến nó nhảy. Rồi dàn nhạc sống nó bật lên, bắt đầu là con cháu đang đeo tang luôn mà ra nhảy. Nó hát nó nhảy quá trời luôn. Mà nhiều lắm, không phải ít đâu nghe quý vị. Nói tóm lại là họ không nghe đạo, không hiểu. Chưa?
Nó nói rằng là nếu mình không dạy con cháu mình hiểu đạo thì cái chuyện con cháu mình làm sai ghê lắm, nó tạo nghiệp chướng, nhớ chưa? Nên có một câu những đức nãy những đức ghi: những việc làm không có lợi ích cho người thân, gia đình có người mắc khóc lóc sát sanh, đốt vàng mã, hát ca càng chống, anh em tập trung nhậu nhẹt, mỗi tuần thác sát sanh, mỗi năm đám dỗ sát sanh. Từ nơi đó là những gì không lợi ích gì cho người thân cả. Nhớ nha quý vị. Gia đình người mắc khóc lóc là thấy không lợi ích rồi thôi. Bây giờ niệm Phật đưa tiễn đi đặc biệt. Niệm Phật tụng kinh rồi đưa tiễn đi vẫn là đặc biệt nha. Và khóc lóc không giải quyết được vấn đề. Thêm cái nữa là lúc còn sống thì không quan tâm, không lo lắng, không chịu giúp đỡ, không hòa thuận. Nhưng chết để đi khóc lóc à, này đa phần lắm. Rồi sát sanh. Bây giờ mình nghĩ với ông bà cha mẹ mình một chút đi. Bây giờ ngày này cha mẹ mình biết ông bà cha mẹ mình không có tu nhiều. Ngày đó thôi chúng ta làm cái phước đức gì hồi hướng với sát sanh thêm chứ. Còn mình muốn ăn mặn ăn ngày nào đi. Nếu mình thương cha mẹ, nghĩ cha mẹ một chút, ăn mặn ngày khác đi. Ngày đó phóng sanh rồi làm đồ chay giùm đi ha. Rồi đốt vàng mã, cái này nó không có kết quả. Vàng mã là nó ở dưới âm phủ, nghĩ âm phủ. Mà cái tâm niệm con người đưa người thân mình đến chỗ tốt đẹp, còn cái tâm niệm mình nghĩ âm phủ để đưa người thân xuống dưới tam đồ ác đạo là nó đâu có lợi ích quý vị. Nên đa phần đều là mê hoặc điên đảo, làm điều sai. Thật sự nói là giúp nhưng thật sự là hại. Tại vì sao? Vì mình không nghe đạo. Quý vị biết rằng vàng mã này nó ảnh hưởng từ ở Trung Hoa, nó truyền qua đây. Chứ trong kinh giáo Đức Phật không có nói những cái điều này đâu, chắc chắn luôn. Đó. Rồi hát ca. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ông bà cha mẹ mình chết đi quý vị, bây giờ mình hát ca không khác nào mình mừng cho chết người đỡ lon gạo hả? Đúng không? Chết con đỡ lon. Mình mừng cho họ chết để mà mình mới hát. Bây giờ hát ca mà phải mừng không? Có ai nói hát ca mà vui không? Có ai nói hát ca mà mình gọi là mình ngay cái ngày đó để mà mình chúc mừng chứ đến ai nói hát ca mà buồn à. Nên từ nơi đó cái chuyện hát ca nó không có lợi ích. Rồi càng chống in ỏi, dùng tất cả những điều đó để quy về niệm Phật hết thì quá tuyệt vời. Tụng kinh cũng tốt, giờ trì chú cũng tốt. Bây giờ mình chuyên niệm Phật, mình dạy người ta niệm Phật thì tùy những người ta áp dụng, nó vẫn là phương pháp của Phật dạy là tốt. Còn như bỏ những điều đó mà làm những hình thức khác thì không có tốt. Nó sát sanh, đốt với tiền vàng mã, hát ca, càng chống in ỏi. Những việc này toàn là cái hình thức, nó không có kết quả. Nghe chưa? Nó không có kết quả gì. Nhưng mà mình nói gì chắc mấy ông thầy cúng ghét mình. Đụng tới chuyện làm ăn của mấy ông. Nghe không? Nhưng mà mình hướng dẫn cả nhóm người đông, cần cái việc của mấy ông thì kiếm việc khác mà làm đi. Hiểu chưa? Nó hoặc là tụng kinh niệm Phật cho nó ngon lành cho người ta. Nó tụng kinh niệm Phật ngon lành cho người ta thì bỏ công cũng có quả đó. Nên từ nơi đó tụng kinh niệm Phật cho người ta thì được thôi. Đó, nên mỗi từng thắc sát sanh không có lợi. Mỗi từng thắc á, là mình tập trung người niệm Phật, hoặc là bây giờ mình mướn quý thầy tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, thấy không? Chứ đừng có tập trung anh em bạn bè nhậu nhẹt này kia. Anh em bạn bè nhậu nhẹt đồ này nọ, nó đâu có kết quả gì đâu. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta nghe để xác thực, để mà mình nhận thức, để mình làm cho người thân mình nó lợi ích. Rồi tới đám dỗ mỗi năm cũng là niệm Phật, đừng có sát sanh, thì là lợi ích đó. Cái hành động của quý vị làm con cháu, mà cái hành động mà làm cho cha mẹ là cái nhân để con mình làm cho mình. Quý vị biết rằng bây giờ cái người ông bà cha mẹ này chết đi mà con cái mời một ông thầy mà si cà que đến làm cái chuyện dở cửa mã, đó là do vì chính bản thân của họ đó đã từng làm cho cha mẹ họ nên con họ thấy mà làm theo. Hiểu chưa? Giọt nước trước nhiễu sao thì giọt nước sau nhiễu vậy. Còn bây giờ bản thân của họ đã từng hát ca khi cha mẹ họ chết, thì tới bây giờ đời của họ, con cái họ hát ca, mà nó hát còn dữ hơn đời họ hát nữa. Tại vì nó phải có lời.
Hiểu chưa? Còn nếu như mà mình mà làm cái chuyện niệm Phật, đưa tiễn nhiệt tình, rồi phóng sanh, ăn chay, đặt máy nghe pháp tặng cho người ta, làm những phước thiện, chấp điếu đồ có tiền bạc vật chất đều làm thiện hết để hồi hướng. Nếu nhà nghèo thì chích ra một khoản tiền đó để lo hậu sự, còn tuyệt đối không dùng tiền này cho gia đình dòng họ của mình, không dùng cho con cháu, vì tiền này là tiền của cha mẹ chết đi thì bây giờ nghèo quá mới lấy chút đỉnh tiền này để lo hậu sự. Còn ngoài ra nếu như có điều kiện thì lấy tiền của chính bản thân mình, còn tiền chấp điếu hoàn toàn bố thí cúng dường, làm thiện, đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật, cúng dường tam bảo, xây dựng chùa chiền, làm những việc phước thiện này để hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình, chứ tuyệt đối mình đừng có đụng tới tiền này. Thì mình làm con cũng phải có một cái gì đó đến với ông bà cha mẹ một chút thì nó có được nó. Nên cái việc mà những đức hướng dẫn đây nó rất là đơn giản, những đức nói cho quý vị nghe chứ. Ở đây những đức lo cho các cụ, quý vị chỉ cần nhìn qua một lần thôi là quý vị làm đám cho cha mẹ vì được, đừng có mờ ai chứ, cho mấy ông thầy cũng ế. Ghét ghét làm gì được nhau. Nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy làm. Nên từ nơi đó quý vị phải nhớ rằng cái chuyện như đức làm đây quá dễ làm. Mỗi ngày khi các cụ niệm Phật xong, khi các cụ yếu niệm Phật, rồi động viên mỗi ngày nói thế giới cực lạc tốt đẹp, rồi bắt đầu là niệm Phật đưa tiễn về cực lạc, mất đi tiếp tục niệm Phật, ít gì cũng 12 tiếng hoặc 24 tiếng. Xong à, nếu mình tắm rửa cho cha mẹ được thì mình nên làm luôn đi. Ở đây người dân nước lã người ta còn làm cái chuyện này mà, đúng không? Mình làm cái chuyện này xong bắt đầu tắm rửa xong thẳng liệm thì cho người ta làm cũng được, nhưng mình không biết làm. Rồi tiếp tục niệm Phật, rồi ngày mấy gì đó mình đưa đi thiêu hay đi chôn gì đó chuyện quý vị. Nhưng mà trong thời cuộc đi thiêu vẫn là tốt nhất, vì trong thời cuộc này đi chôn coi chừng đến lúc người ta làm đường xá hoặc qua đời của mình coi chừng lấy cốt đồ tùm lum tùm la, thấy không? Thôi đi thiêu đi, thời cuộc bây giờ tắc đắc tắc vàng, người sanh đắc không sanh, thiêu là tốt nhất, sạch sẽ. Đức Phật đó, ngài nhìn ra rõ ràng trong thời cuộc. Thời của Đức Phật là đất đai bao la, thời cuộc không ai nhìn ngó tới đất. Vậy mà Đức Phật đã đi thiêu à. Đức Phật đã nhìn cái thời cuộc này tắc đắc tắc vàng, không có chỗ chôn, nên Đức Phật đi thiêu đời đó để đời này học theo mà thiêu. Nên chúng ta học Phật là chúng ta học theo Phật là chắc nhất nha, nó gọn nhất nha quý vị. Nên từ nơi đó cái chuyện làm gọn hơn, đưa đi lên đài quả táng hay đưa đi chôn quý vị coi á, chỉ có một câu Phật hiệu mà đi dọc đường bắt niệm Phật, rồi ai ngồi trên xe hay ngồi vị trí nào cũng niệm Phật. Trên xe lớn thì để cái lo niệm Phật thêm, còn cái xe chở quan tài để cái lo niệm Phật luôn, ngồi đó niệm đi, rồi bắt đầu là đi đến đâu niệm Phật đến đó, niệm cho mình lợi, niệm cho người ta nghe, ai cũng nghe được câu Phật hiệu, cái đám này là cái đám tốt, cái đám này là cái đám đưa tiễn người đi về cực lạc, nên niệm Phật không à. Cái tâm niệm của nhiều người á, người ta hỏi á, ủa cái đám này sao toàn là niệm Phật không à, bà này giảng sanh. Hỏi cái đám là đám gì à? Đám giảng sanh. Giảng sanh là cái gì? Đi về với Phật rồi. Tâm niệm ai cũng là giảng sanh về với Phật rồi thì người này sẽ tốt. Còn nếu như người ta hỏi đám là đám gì? Đám ma. Đúng rồi, tại vì đi làm ma. Còn người niệm Phật là gì? Về với Phật rồi nên đám giảng sanh, hiểu không? Nó đám vui, đưa tiễn người về với Phật, bớt đi một chúng sanh ở cõi ta bà khổ đau, đi về với Phật làm Phật rồi, hiểu không? Đây gọi là đám giảng sanh. Còn người thế gian đó là đám ma. Đám ma thì khóc thê thảm. Ma mà, ma có ai mà nói vui không? Phần nhiều ma là thê thảm buồn khổ không, đúng không? Nó là ma quỷ, là thê thảm buồn khổ, gọi là cô hồn, nên cô đơn quạnh quẻ. Cho nên đây là đám giảng sanh, nguyên lý là như vậy. Nên chúng ta niệm niệm ai cũng nghĩ người này giảng sanh rồi, người này về cực lạc rồi, thì quan niệm này, cái tâm niệm này nó đưa người này đi về tới quốc độ cực lạc. Tướng do tâm sanh, tâm này nó hướng về cực lạc thì hướng người ta luôn. Còn nếu tâm này nói là ở dưới tam đồ ác đạo là ma thì đi xuống dưới là ma. Nên bây giờ mình có một cái quan niệm là đám gì? Đám giảng sanh. Người niệm Phật là đám giảng sanh. Người này giảng sanh rồi
chúng ta đều có một quan niệm như vậy đi là đặc biệt nhất. Họ giảng sanh đi đâu là chuyện của họ, chúng ta nói giảng sanh rồi, hiểu chưa? Đó, nên chúng ta phải có một cái tâm niệm như vậy. Nói quý vị coi, chỉ có một câu Phật hiệu giải quyết tất cả vấn đề khi ông bà cha mẹ mất. Những đức nói quý vị tẳng liệm luôn cũng được nữa. Chứ ở mấy thầy ở đây còn làm được nữa, mấy vị. Chỉ cần có cái tâm thôi làm được hết trơn, cái gì đâu, đúng không? Nói đây quý thầy quý chú đồ người ta tắm rửa, quý cô đồ người ta tắm rồi người ta liệm luôn, chọn gói luôn lo. Nên á, chùa mình á là rất là đơn giản mà nhiều người người ta về đây người ta thích lắm. Có nhiều Phật tử người ta về đây người ta thấy mấy cụ mình mắc mà người ta nói rằng là thấy mấy cụ đây mắc mà người ta cũng muốn chết giống ở đây. Hiểu chưa? Người ta thích được như vậy đó, thấy chưa? Đưa đi là thấy nó nhẹ nhàng vậy đâu, đặc biệt. Nên quý vị nên gầy dựng cái duyên ở đây cho nó dày. Biết đâu mai mốt quý vị cũng đi vô đây á. Hiểu chưa? Gầy dựng cái duyên đây cho nó dày, bây giờ chùa mình nhiều chỗ ở. Đó. Mai mốt mình đi vô đây để được cái hội chúng 500 người niệm Phật cho mình. Ở ngoài đâu mình kiếm 500 người niệm Phật cho mình? Ở đâu mình kiếm nguyên một đoàn người đưa mình đi ra ngoài cổng chùa hả? Nên từ nó đó toàn là những người niệm Phật không à. Toàn là những người có tâm thiện niệm Phật đưa mình đi không thì nó lợi ích biết bao nhiêu mà nói. Rồi con cháu mình cũng được sự ảnh hưởng khi vô ngôi Tam Bảo. Không có trở ngại bao nhiêu. Ở trong chùa là nó đỡ trở ngại tối đa. Nó nên quý vị nhìn từ đây, nên quý vị làm cho gia đình quý vị là gì? Niệm Phật không đi là lợi ích lớn nhất. Không phải riêng những đức nói đâu. Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn tại thế cũng nói, mà Ấn Tổ cũng nói. Một câu Phật hiệu là lợi ích nhất. Người ta không niệm cũng nghe, ai bịt lỗ tai bao giờ. Đó, nên nhớ nghe. Cả cuộc đời con người phải bình tĩnh suy nghĩ. Từ khi còn nhỏ và lớn lên, và chúng ta có gia đình, sanh con và nuôi con. Có nhiều người chúng ta bây giờ 40, 4 mấy, 50 tuổi nè. Chúng ta nhìn một khoảng đời mình đã trải qua dài rồi đó, hơn nửa cuộc đời người rồi đó. Bây giờ quý vị nghe cái bài học này, hãy nhìn từng đời đi qua cuối cùng được những gì. Bây giờ có sự nghiệp lớn cỡ nào đi nha chăng nữa, nhưng mà cái kết quả, thành quả con người là được gì? Phải chi mà của cái sự nghiệp này mà cầm theo được thì nó là được. Còn này không cầm theo được gì mà được cái gì? Có khi mà tạo tiền bạc mà còn đi tạo nghiệp nữa. Có nói dối nè, có nói gạt người ta nè, có cháo chở nè, có săn hận nè, có đua tranh nè, buôn bán ai bán hơn mình là mình muốn dùng mọi cách để mà lướt qua người ta nè. Đủ cách. Nên từ cái đồng tiền, từ làm giàu mà tạo nghiệp, mà của cải vật chất thì để lại, mà nghiệp thì cầm theo, mà toàn là ác nghiệp không à. Phải chi mà tịnh nghiệp cầm theo cũng ngon nữa. Con này là tạo ác nghiệp, đa phần là tạo ác nghiệp. Bây giờ nó khỏi nói một đời dài quá, một ngày của mình nghĩ thiện với nghĩ ác, cái nào nghĩ nhiều? Bình tĩnh suy nghĩ đi. Nếu như mà không niệm Phật thì một ngày của mình nghĩ bao nhiêu là việc ác, đúng không? Nghĩ ác là nhiều, nghĩ ai với đào Phật, nghĩ thế giới cực lạc ít lắm, nghĩ ác nhiều lắm. Nên những đức quốc viên là đeo cái máy niệm Phật nè. Đeo cái máy niệm Phật để nó cảnh tỉnh mình nhanh nhất luôn. Nghe hoài duyên với ai với đào Phật, không? Nghe hoài duyên với ai với đào Phật, nhớ. Từ nơi đó mà mỗi người á, niệm Phật mỗi ngày cười cười cười, vui vui vui, cuối đời Phật rước về cực lạc. Cái pháp niệm Phật này là cái pháp mỗi ngày giúp cho mình á, niệm Phật cười cười cười, vui vui vui, cuối đời Phật rước về cực lạc. Nên những đức đã từng nói rằng từ hôm nay nghe Phật pháp rồi không khổ nữa. Nghèo hay bệnh đau gì cũng muốn khổ nữa chứ. Bây giờ nó bệnh đau nghèo cũng là nghèo, cũng bệnh là cũng bệnh, khổ nó cũng vậy à. Chúng ta tại sao không có niềm vui để mà chúng ta hướng cực lạc á? Chúng ta nghĩ rằng ở cõi này nó khổ thời gian ngắn, còn tương lai được đi về cực lạc hưởng thời gian dài. Nghĩ vậy thì nó đặc biệt quá vậy. Cứ nghĩ vậy đi thì là tích cực sống à. Còn nếu như lo cho cái ngày mai quá thì là tiêu cực sống liền đó. Lo cho cái ngày mai quá là tiêu cực sống liền. Nên hướng đến tích cực mà sống đi. Nhất là chúng ta được cái nhân duyên mà gặp nhau gì nè. Quý vị về đây giết nhiều Phật tử đi đến đây giết quen mặt nhau chứ. Chị em biết tu quen nhau quá trời. Gặp nhau rồi thấy mấy bà mà ăn cơm rồi mấy bà cụng ly rồi mấy bà trời. Cầm hộp cơm cũng cụng, cầm ly cũng cụng, cầm nón cũng cụng, mấy bà cụng tá lả âm binh. Hiểu chưa? Thật sự mà nói đi đến đây gì là quý lắm rồi. Ngày Chủ Nhật những đức nói đúng là một cái điểm đặc biệt tuyệt vời vô cùng. Dù giàu cỡ nào đi về đây tự cơ nhiên cũng nhập cảnh nhập duyên. Những đức nói nghe tất cả những người có địa vị, những người giàu cỡ nào giàu vì nhập cảnh nhập duyên trở thành người đơn giản vì vui liền à.
Cái niềm vui con người chưa chắc là có danh và giàu nhiều đâu quý vị. Niềm vui con người là con người sống đơn giản, bình dị và hướng thiện. Nhớ nghe, đơn giản, bình dị và hướng thiện là vui nhất. Quý vị càng đơn giản chừng nào quý vị càng vui nhiều chừng đấy à. Quý vị càng cao xa chừng nào thì quý vị bị trở ngại, quý vị niềm vui và quý vị buồn nhiều. Tại vì cái danh nó làm cho con người mình nặng nề. Và thấy tầng cấp của mình là tầng cấp cao nên không nhập được tầng cấp người khác. Đã là con người thì là ai cũng có tự tánh làm Phật. Chúng ta đừng bao giờ phân tách rằng mình cao hơn người ta, mình không gần cái tầng cấp đó. Hiểu chưa? Nên mình làm sao mà mình hạ thấp được thì mình thấy nó vui, nó an dữ lắm. Còn mình hướng cao quá thì con người của mình nó tự nhiên mất niềm vui. Chị em đi đến đây làm sao mà hòa thuận, vui chơi nhau mới đặc biệt. Gặp nhau ai với Đà Phật, gặp nhau ai với Đà Phật, trưởng đoàn này gặp trưởng đoàn kia ai với Đà Phật. Trưởng đoàn chơi với nhau để cộng tác, nghe không, vui vẻ chị em. Vậy thì quá tuyệt vời rồi, nghe không? Cái tư tưởng của những đức đưa ra là cái gì? Là sống hòa thuận cả đời để mà tu hành cầu giải thoát. Chúng ta không có cái gì ở cái cõi này mà chúng ta nắm bắt nó mà ôm giữ nó được chứ, nghe không? Nhớ cái cõi này có thịnh thì ắt có suy, trẻ thì ắt có già và bệnh và chết, nó là suy á. Còn cái thịnh gì ở cuộc đời này cũng có giới hạn, rồi nó cũng suy thôi. Pháp của Phật mà cũng có lúc phải suy, hiểu chưa? Nên nó suy là do con người học nó. Thờ nào học mà chân thật thì thịnh, thờ nào học mà không chân thật thì suy. Nên nhìn cái cảnh tình mà gọi là mấy cái đám cúng mà trên mạng như Đức coi, như Đức nói đúng rồi. Cái này là si là đúng rồi. Hiểu không? Có khi cúng mà người ta diễn, bây giờ có cái cách cúng mà gọi là người ta viết bài cúng ra và người ta đọc làm sao? Đọc cười quý vị. Ông thầy ông đọc ông giả giọng cho cười chơi á. Để có nghĩa là lấy xô nhiều, nhiều người thấy hài hước á. Xong rồi người ta mời ông cúng. Nghĩa là cũng là vật chất, thấy chưa? Nó nên những đức nói rằng nếu mà gầy dựng được một cái pháp tu mà chỉ người ta tu giải thoát thì đúng là người xuất gia mình đặc biệt quá. Cái thế còn tuyệt vời hơn nhiều. Những đức nói thiệt chứ. Tăng quèn quèn như những đức mà những đức thấy rõ ràng luôn. Việc này mình làm mà có khi nhiều người không tin nha. Nếu như quý vị không bỏ ra thời gian 5 năm, 10 năm thì tự nhiên quý vị sẽ không có được cả đời mà để sống đặc biệt. Những đức bỏ ra thời gian 5 năm, 10 năm thôi, tự nhiên bây giờ thành mô hình luôn. Vậy phải chịu bỏ cái 5 năm 10 năm. Bây giờ dù mới gặp đừng có nói ồ 5 năm 10 năm lâu quá. Bây giờ mì ăn liền, mì ăn liền thì nó mau quá. Nó ăn liền không là mai mốt rồi tới cuối cuộc đời mình lấy gì ăn? Ăn hết trơn rồi còn gì nữa đâu ăn nữa trời. Phải tạo ra đi rồi ăn ít ít thôi. Rồi ăn tới tuổi già mình không làm nữa mà vẫn có là nó tồn động, hiểu chưa? Còn bây giờ quý vị muốn chơi mì ăn liền không à? Cái gì cũng muốn làm liền không à, chỉ cần đi xuất gia rồi bắt đầu cạo đầu đắp y vô là đi đến cái nơi mà học 6 tháng, học cái phá nghi lễ tụng kinh đám thôi là quý vị ra được rồi, ra nghề được rồi, hiểu không? Vậy thì thua. Nên nếu là cái nghề vậy thì là cái nghề vậy cả đời luôn. Còn bây giờ những đức bỏ ra thời gian 10 năm, bỏ ra thời gian 10 năm những đức không có đi học cái phá đó, mà những đức cứ niệm Phật gầy dựng và nuôi người già 10 năm bây giờ thành mô hình rồi đó, quý vị thấy chưa? Nó rõ ràng luôn. Bây giờ tự nhiên nếu như mình có góc độ thì từ bây giờ lập trường lại, từ bây giờ mình quyết tâm niệm Phật, gầy dựng đạo tràng niệm Phật, nơi chùa chiền của mình gầy dựng đạo tràng niệm Phật đi. Như hồi sáng những đức gặp một vị thầy đến hỏi những đức rằng là bây giờ tôi thấy chùa chiền nhiều người già đến quá, bây giờ tôi muốn cái phương pháp tu ở đây tôi thấy được, chỉ có niệm Phật không à, dễ quá. Bây giờ thầy giúp giùm cho tôi niệm Phật, tôi lễ Phật giống ở đây, thầy thu âm giùm cho tôi được không? Chứ nó tốt quá. Nếu như nhiều vị mà thu âm không được, nếu mà thấy cái cách tu ở đây mà tiện, như chùa mình ta tu ào ào quá, thấy chưa? Ngày 4 thờ bật cái máy lên là tu ngon lành luôn. Mà lúc nào mình chủ trì chùa hay quản chúng chùa cũng là nghe cái tiếng của mình, tự nhiên người ta trong chùa thấy ấm áp vô cùng, đúng không? Tới giờ bật lên tu thôi mình cũng tu được với người ta sáng tối, thấy chưa? Nên từ nơi đó nó quá tiện. Chỉ cần thu âm niệm Phật đầu tiên rồi xong lễ Phật 45 phút. Rồi những vị nào mà ta thích đi đến đây, nếu mà làm được thì tự làm, còn nếu không được đi đến đây đi. Những đức nhờ cái hội chúng này số người
Bởi vì mình niệm câu trước rồi họ niệm câu sau, như Đức thu lại xong như Đức làm ra phương pháp luôn chứ. Rồi làm xong rồi đưa lại cho quý vị về, quý vị hướng dẫn ta đi. Thật sự mà nói thì tịnh độ mình cũng muốn mở rộng ra cho nhiều người để phát triển, chứ đâu phải mình nghĩ mình chi đâu, hiểu không? Còn nếu như mà bây giờ ví dụ như có những nơi người ta không được vậy, hay những cư sĩ thôi, ta lấy nhiều nguyên phương pháp những đức luôn ta áp dụng á. Bây giờ tính ra ta mượn 4-5 điểm chùa, 5-6 chùa đó, hàng Phật tử người ta mượn chùa của quý thầy luôn. Vậy mà người ta tổ chức khóa tu, vậy mà vài trăm người người ta đến, người ta niệm Phật mỗi tuần chủ nhật, thấy không? Cái chuyện đó quý thầy làm được, nhưng mà cuối cùng cư sĩ người ta làm, mượn nhà mình làm luôn. Nó cái việc này là quý thầy cũng đặc biệt rồi, cũng cho người ta mượn cũng đặc biệt. Nó giống như những đứa thấy có một cô cư sĩ ở ngoài miền ngoài bán rau thôi, bán rau thôi mà mỗi lần lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm ba tập trung gần 300 bà già đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, mà lễ mắc cười muốn chết luôn, mà bật cái tivi lên những đứa nói chuyện xong bắt người ta lễ ào ào, nó rồi tặng quà rồi cho người ta phóng sanh, làm mắc cười lắm mà nó làm nhiệt tình thiết ghê, thấy không? Nhiệt tình nên bà thu hút được người ta đến tu chung, thấy không? Cư sĩ đó mà người ta còn làm được những việc như vậy đó, thấy chưa? Cái quan trọng là chân thành, rồi thêm cái nữa là phương pháp đơn giản là nó thành công liền, quý vị à, thành công liền. Nên cái phương pháp này quá dễ rồi, mà do dễ mà người ta không chịu làm, những đức làm thì nó thành công rồi đó, thấy chưa? Bây giờ mỗi tuần chủ nhật khoảng 2.000 người ta về người ta tu, quý vị thấy chưa? Cái này nhiều người gì thì nó cũng tốt, tại vì chỉ người ta niệm Phật, người ta về đem phương pháp gì người ta tu rồi, từng nào cũng tặng cho người ta bộ tượng tam thánh, bây giờ làm bộ luôn rồi đó nha, nó làm bộ luôn rồi đó. Nên có những người mà thí dụ như mình thỉnh được có một tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, một tượng Đại Thế Chí hoặc một tượng Di Đà thôi, thì bây giờ 3-4 lần vậy, đúng không? Vậy thôi vì gần gần đây vì đem cái pho tượng nó lại đây đi, vì thỉnh bộ tam thánh gì phải đưa pho tượng những đức, những đức gom lại cái những đức cộng lại coi cái nào thiếu, những đức đặt thêm cái nó thành bộ tam thánh, rồi vì đem bộ tam thánh này về thợ liền luôn. Rồi đặt tặng mà còn động viên tinh thần, nghe không? Nó bây giờ tất cả các huynh đệ anh em đồ người xuất gia chung, quý vị thấy không? Những đức có thể có cơm ăn áo bận, có cuộc sống ổn định, những đức còn nuôi được chúng 1.000-mấy trăm người, những đức còn lo được chuyện xã hội, làm bao nhiêu chuyện, tổ chức bao nhiêu chương trình. Nói tóm lại là những đức cái gì mà làm được, những đức chỉ có niệm Phật không à, 100%. Nên ai mà đi hỏi như Đức cái gì khác, như Đức nói tôi nói thẳng tôi không biết đó, được không? Tôi có cần gì cái chuyện mà tôi ngại ngùng vậy chứ? Không nói là thầy hướng dẫn đông gì mà thầy không biết hả? Không biết đó, tôi không biết. Niệm Phật không à, bà thích học thì không thì thích, không thích thì đi đâu đi kệ bà. Tôi không có cần ngại ngùng vậy chứ. Tôi học bao nhiêu năm, 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau bà hỏi thêm tôi cũng không biết luôn á. Tôi biết tôi cũng không muốn nói nữa, tôi nói tôi niệm Phật đó, được không? Tại vì chư tổ sư đã nói hết trơn rồi, chư tổ sư đã tùy thuận quý vị dữ lắm rồi. Nội mà đọc sách Ấn Tổ tôi cũng hiểu quá mà. Hỏi ngài tùm lum, ngài nói ra cuối cùng ta ghi chép lại trong quyển sách tùm lum. Cuối cùng sau này người học cũng tiếp tục mà học trong đó. Nên những đức cô động là một câu, thấy chưa? Đọc sách người xưa xem căn tính mình, thấy chưa? Người ta giác 100 kg, mình coi khả năng mình giác mấy chục. Trời ơi, chạy theo giác 100 kg rồi mình le lử hả? Cái thằng đó nó bự con, nó giác 100, mình ốm mình giác 50, mình lựa cái bao 50 mình giác. Pháp của Phật á, 84.000 pháp môn á, tu á là phải lượng sức mình mà tu. Nó thượng căn, trung căn, hạ căn, thượng thì có vô lượng thượng, trung có vô lượng trung, hạ có vô lượng hạ. Chúng ta lựa cái nào phù hợp với mình tu thì mình sẽ có thành quả liền, nói chứ. Hiểu không? Giống như khả năng mình học, mình chọn cái ngành phù hợp với mình, khả năng của mình á, mình chọn ngành mình cũng chọn cái ngành nào phù hợp với mình. Buôn bán mình chọn cái nào phù hợp với mình. Có nghĩa là quý vị chỉ cần chọn phù hợp là quý vị thành công liền. Những đức đi tu, những đức chọn cái cách tu mà mình tiện tu mà chỉ người dễ. Nên nó thành quả rõ ràng là do chọn lựa. Chọn lựa rồi cố gắng, thấy không? Chọn lựa rồi cố gắng. Còn người ta không chịu chọn lựa mà người ta đi cố gắng, ngồi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đi ngủ. Hiểu chưa? Nó sự chọn lựa là chỗ quan trọng quý vị à, đúng không? Mà chọn lựa nó cũng qua cái duyên phước của chính mình, nhưng mà có góc độ chọn lựa vẫn là hay. Mà góc độ chọn lựa là nhìn qua những gì người khác làm, nhìn qua những gì người khác làm. Cách nay 8-9 năm về trước là những đức á đã coi hết tất cả những chương trình có những vị nổi tiếng rồi,
Tất cả những chùa nổi tiếng Như Đức đều coi qua hết luôn. Mà Như Đức coi mỗi một vị trí nổi tiếng họ làm cái gì mà được nổi tiếng, Như Đức coi qua hết trơn luôn. Cuối cùng Như Đức coi qua rồi, xong Như Đức mới đưa lên tư tưởng rằng nếu làm theo những người này thì theo họ không nổi, mình cũng không trở thành một cái mô hình độc quyền nữa. Cuối cùng Như Đức chọn cái cách là đơn giản nhất, nhất định phải gầy dựng, đó là không có chùa nào mà chuyên niệm Phật hết trơn á. Cuối cùng đời Như Đức là chuyên niệm Phật. Như vậy thì Như Đức không cần hình thức, ai thích chuyên niệm Phật thì đi đến đây, ai thích lung tung thì đi đến chỗ kia. Cuối cùng đi đến đây cũng nhiều ghê. Thì thấy chưa, đó đó là góc độ chọn lựa. À, ngu nó vẫn có cái lợi ích của thằng ngu. À, thiếu học nó có cái góc độ của thằng thiếu học. Thấy không quý vị? Ví dụ như bây giờ quý vị là người á, nó không có giỏi gì thôi, quý vị chọn môn nào bị rèn hoài. Ví dụ như bây giờ mình khả năng mình là mài dao, mài dao mướn, thì mình cứ rèn luyện mài dao mướn, mài tới tuyệt chiêu luôn, thì cuối cùng mình trở thành độc quyền mài dao. Còn bây giờ mình đang ngồi đây mình mài dao mà mình đi nhìn mấy cái chuyện khác nữa thì mài dao cũng không ra mài dao, mà làm việc khác cũng không ra việc khác. Nên chọn một môn mà rèn nó thì tức khắc quý vị thành công về môn đó liền, chắc chắn 100%. Cũng như những đức chọn tịnh độ, những đức cứ tin niệm Phật, ai không tin kệ người ta, những đức tin đó được không? Bây giờ quý vị nhìn những đức là tự nhiên vị muốn tu, quý vị thấy những đức là có thành quả, từ một cái thằng hô, cái thằng xấu, vị công nhận không? Xấu ác đạn, hô xấu, nghèo, thiếu học, phần nhiều không được một cái gì. Trời ơi, những đức nói cả hòa thượng bên đây ngày còn nói với mấy ông đệ tử, hòa thượng còn nói, thượng nói nó không có học hành gì chứ mà nó làm được, tụi bay sao không làm theo nó, rõ ràng không? Có nghĩa là nó không học hành gì chứ, rõ ràng cái thằng này nó lợi nó làm đệ tử tao chứ, thật sự mà nói tao chưa từng biết mặt nó đó, tao chưa từng biết mặt nó luôn, tao nhấp tóc nó một cái thôi đó, mà sau này tự nhiên cái nhân viên nó đến đây nó làm đệ tử tao, tao chưa từng đầu tư cho thằng này một chút luôn, chưa từng đầu tư cho nó, nhưng mà nó đến đây là nó kết hợp với tao, tao xây chùa nó lại nuôi chúng bao nhiêu năm nay, còn có nhiều thằng tao đầu tư quá trời luôn mà tụi bay không làm được chuyện này, hiểu không? Mà cái đầu tư cho những đức là cho những đức cơ hội thôi, còn những đức là phát huy chính mình. Quý vị coi, những đức thường nói câu này hoài là lý do gì? Lý do là quý vị có thể đứng lên được á. Những đức từng nói câu là tôi quá bèo quý vị đứng lên được rồi đó, còn nếu như tôi nói tôi quá cao quý vị đứng lên không nổi, hiểu không? Nhưng mà tôi thấy hiện là chúng ta đứng chung với ngài được, nhưng mà đại lão hòa thượng Tịnh Không chúng ta không dám đứng gần, tại vì sao? Ngài cao quá, nó ngài đi con đường dữ dằn quá, hiểu chưa? Nên chúng ta chọn con đường mà mình đi được, làm được thì chắc chắn là mình có chỗ thành công liền. Nói quý vị coi, đại lão hòa thượng Hải Hiền cả đời đâu có tiếng tâm, nhưng mà bây giờ quý vị coi tiếng tâm của ngài cỡ nào chưa, kinh khủng không? Thành quả, thành quả đó. Nên bây giờ quý vị gặp tịnh độ, quý vị phải gầy dựng cho sâu. Mình đã tu, mình chọn phương môn tu cho sâu, câu Phật hiệu này là sâu nhất rồi đó. Quý vị cứ rèn mình đi, đụng chuyện gì vì ai với đạo Phật được câu đi, vì thấy hay liền à. Vì đụng chuyện quý vị ai với đạo Phật được là vì hay liền, không nói vòng vo chứ ha. Rồi xong quý vị nhìn nhận cái cuộc đời này cuối cùng không cầm theo được gì, tôi cầm ai với đạo Phật theo được không? Được, đặc biệt đó. Cầm câu Phật hiệu đi theo đi là tuyệt vời lắm đó. Mà niệm Phật mà vui thiệt mà. Quý vị biết vô chùa mình làm ngày nào cũng có nụ cười chứ, mà ngộ nghe niệm Phật đạt tới trình độ bị chửi người ta cũng cười nữa. Nói thiệt á, cái duyên nó dày đến mức cực điểm luôn, chửi người ta cũng cười nữa, mà mình cũng mắc cười luôn nữa. À, có khi những đứa nói chuyện với mấy cụ những đứa nói tào lao quá ba cũng cười nữa, thứ gì cũng cười chứ. Thì ra rõ ràng khi cái duyên nó dày rồi nó ngộ ghê. Nên có nhiều người mà nghe những đứa không quen, ta thấy ông thầy này ba trợn mà nghe chi mà chỗ là trời sao dưới nó ngồi đông giữ cái chợ. Lạ ghê á. Có nhiều người ta nói mà ta nói ngộ ghê, không biết sao kỳ cục. Tao học nhiều gì mà sao tao giảng có mấy chục, tao nói sao giảng mấy ngàn kỳ cục vậy. Trời ơi, thầy Lý Bình Nam nói rằng không phải học nhiều học ít, đòi hỏi duyên dày duyên mỏng thôi. Mà duyên là do mình tu ra mà có, chứ đâu mà có, hiểu chưa? Duyên là tu ra mà có, quý vị giúp cho người ta vui, người ta an thì duyên nó dậy. Quý vị coi bao nhiêu năm nay những đứa lo cho bao nhiêu người già này, cái duyên nó mở rộng biết nhiêu, nói chưa?
Cái duyên mở rộng nội mà một bà già thôi thì cả gia đạo người ta biết bao nhiêu người chưa? Mà bao nhiêu bà già quý vị coi cỡ nào? Rồi thêm quý vị cũng thấy như đuôi người già, quý vị cũng chấp nhận nó. Vì sao? Quý vị tương lai cũng già, nên tương lai cũng vô tay những đức à. Hiểu không? Mấy bà già hơn những đức rồi, thế nào mấy bà cũng vô tay tôi à. Nhưng bà chuyển thì thế nào cũng chết. Sống nổi không? Nên từ từ đó mấy bà già hơn mà nó, nên mấy bà trẻ hơn thì còn có thể tôi vô tay mấy bà là tương lai bà hộ niệm ngược lại, đúng không? Còn mấy bà mà già hơn là tôi hộ niệm với mấy bà là mấy bà vô tay tôi đó. Hiểu chưa? Nên cái chuyện nuôi người già, lo cho con người là cái chuyện ai cũng phải chấp nhận hết trơn á. Vì ai cũng cần được sự quan tâm và lo lắng. Cả những người trẻ quý vị có khi thất thế xa cơ, quý vị cũng có chỗ nương tựa, cảm thấy rằng là mình cũng là có điểm bình an chứ. Nó nên đã là nuôi con người thì duyên nó tự nhiên dày, cực dày luôn vậy đó. Nó nên cái việc này phải làm. Bây nay mùng 7 rồi nè, còn 10 ngày nữa à. Có bà kêu nó có cười muốn chết. Nó nói là thầy, bây hởm thầy cho con chai dầu, bây hởm tới giờ con bóp chân con. Hỏi chi vậy? Bà nói dưỡng để lễ 2000. Nhân đức nói bà khỏi cần dưỡng cách đó, bà chỉ cần mỗi ngày bà duy trì bà lễ Phật hai thời đều ra ăn hoài vậy đó, rồi tới ngày bà đi đến đây bà đụng chặn bà cứ đánh bà thành công. Còn bà mà dưỡng đến ngày đó cái chừng nó đi không nổi nữa. Bà dưỡng đi, bà cứ bình thường mà, thì bà sống bình thường đi, bà cứ phát tâm chân thật thôi. Khả năng của mình cứ hết lòng mình thôi là Phật chứng minh, Bồ Tát chứng minh cho mình rồi, không cần dưỡng gì chứ, cho nó mệt. Cứ làm việc là làm việc, không cần phải dưỡng. Nó chỉ cần tích tụ được cái nguồn năng lượng tự tin thôi là đủ rồi. Tích lũy được nguồn năng lượng tự tin là làm được liền, không nói vòng vo chứ, hiểu chưa? Nó mình sống trong cuộc đời này mà sao mà tròn vẹn. Đừng có đặt vấn đề tròn vẹn, nó phiền não lắm. Chúng ta cứ làm hết mình đi. Có cái chú kia ông điện thoại những đức, ông nói nè. Thầy phát tâm lại 2000 lại mà nhắm lại nổi không? Những đức nói lại thì cứ lại đi, còn nổi không nổi thì sau này tính. Chưa lại mà sợ thì sao lại, đúng không? Lại Phật Bồ Tát mà sợ, thấy chưa? Nên tự nhiên hỏi người ta lại nổi không. Không lẽ giờ tôi nói lại nổi hay tôi nói không nổi? Tôi nói là tôi cứ chân thật tôi phát tâm thôi chứ, miễn làm sao mà tôi dám làm thôi chứ. Cái quan trọng là dám làm thôi chứ. Đó này là cái quan trọng nè. Nên quý vị phải nhớ rằng những cái chương trình này là chương trình hy hữu khó gặp. Hồi đó quý vị có thấy không? Đâu có thấy đâu. Đâu có thấy ai tổ chức cho vị lại 2000 lại đâu. Ngàn lại còn chưa có gì đó chứ 2000. Hiểu chưa? Quý vị thấy làm nó có nền chưa? Ngàn, đầu tiên 500, ngàn, ngàn rưỡi, rồi 2000. Có cái bà kia bà nhắn tin bà nói thầy cố gắng mai mốt lại 3000 đi. Thì Dương Đức nói bà chờ kiếm sau đi. Bà chờ kiếm sau đi. Tôi cực lạc xuống đi, nhất sanh bổn xứ thì tôi lại 3000. Và bây giờ bà kêu tôi lại 3000 chắc tôi đi sớm quá. Thấy không? Mấy bà này có nhiều bà cũng ghê lắm, không có đơn giản chút nào chứ, thấy không? Nó đã lại 2000 là muốn chết rồi, bà kêu lại 3000 đi, đúng không? Thôi chiều không có được. Nên từ nơi đó vị biết rằng đây là cơ hội hy hữu khó gặp. Cái việc làm này là việc làm mà chúng ta mà tu phước tu duyên. Bao nhiêu con người về đây lại Bồ Tát Quán Thế Âm toàn là tu tịnh độ không đó. Thì nhớ, người mà trì chú đại bi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà tương lai tu tịnh độ không á. Tại vì đi đến niệm A Di Đà Phật là đi đến đỉnh cao nhất rồi đó. Đỉnh cao nhất rồi. Phải nhớ. Nên từ nơi đó mà cái quy trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là nhân duyên để truyền tịnh độ. Nhân duyên để truyền tịnh độ.
mà phải chuyền đi đến chỗ tịnh độ để niệm Phật cầu sanh cực lạc, đây mới là chỗ đỉnh cao nhất. Tại vì Bồ Tát Quán Thế Âm phần nhiều vị niệm là đều là cầu tai qua nạn khỏi, đa phần luôn. Đa phần là ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là ta nghĩ là cứu khổ cứu nạn, tai qua nạn khỏi, hiểu không? Còn niệm A Di Đà Phật là ta nghĩ là cầu sanh cực lạc, hiểu chưa? Nhưng mà quý vị về tới cực lạc thì mới chấm dứt tất cả cái khổ đau ở cái cõi đời này. Còn nếu như quý vị không về cực lạc, dù có tai qua nạn khỏi thì cũng là khổ thôi, nhất thờ. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm á, Ngài từ bi, Ngài giúp mình nhất thờ được, để Ngài đưa đẩy mình đi đến cái chỗ niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc. Đó là sự hỗ trợ cùng với Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới đó. Nhớ. Nên một câu Phật hiệu này đủ dữ lắm rồi. Nhưng vì sao quý vị phải lễ Bồ Tát Quán Thế Âm? Ngay ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, đúng không? Ngay ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm vì chúng sanh Diêm Phù Đề phần nhiều biết Bồ Tát Quán Thế Âm. Và duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm rất là dày. Bây giờ quý vị duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm dày vậy, như Đức tổ chức 2000 lại luôn, vì đến đây lại đi, hiểu không? Nên là như Đức nói là đệ tử của ai hay là chùa chiền nào chứ đứng nên đến đây lại. Quý thầy quý sư cô gì đem chân cẳng lên đây lại. Ngon là ở đây lại. Chúng ta cùng lại thôi chứ có dính dáng cái gì đâu. Nạnh những đức thì những đức cũng lại, muốn le lử luôn thì quý vị nạnh thì quý vị lại đi. Tôi còn làm ác đạn không quý vị nữa mà bây giờ nói dòng gió gì, tôi không có kêu quý vị làm đệ tử tôi. Nhưng mà tu thì rủ nhau tu nè, lập cái pháp hội này là đi tu nè, đem chân cẳng lại đây. Nó lại không nổi, ngồi tôi lấy cây tôi quất cho mà biết. Hiểu không? Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị nghe tịnh độ và nghe mỗi tuần mỗi ngày gây dựng được tín nguyện niệm Phật, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở cực lạc nha. Chúc quý vị an lạc ở dưới đời rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta ở đây ngày nào cũng tu bốn thờ quanh năm suốt tháng. Những ngày chủ nhật và những ngày lễ thì chư tăng ni và quý Phật tử khắp nơi về đây tu, chuyên tu tịnh độ. Vừa mình tu phước tu duyên cho mình, mà những người chúng ta cầu an cho người thân và cầu siêu cho người thân cũng đặc biệt. Tại mình nương vào cái đại chúng này nó quá lớn, toàn là những người chuyên tu, đức chúng như biển cả mênh mông. Rồi mình được dự lễ phóng sanh, rồi có cúng thí thực. Đây là điểm mà mình vừa hướng dẫn người sống, mà mình cũng hướng dẫn luôn người đã chết mà chưa siêu. Con người là do tình chấp về ăn uống, nên khi chết rồi chưa siêu, họ vẫn cảm thấy mong muốn người ta cúng kiến cho họ. Đây thì thấy chùa mình ngày chủ nhật cúng đĩa thực rất là nhiều, mà toàn là đồ chay để cúng cho người ta. Khi người ta nghe pháp niệm Phật xong, cái tâm nó an lạc dữ lắm. Trong đây có nhiều người nữ cũng mang nghiệp phá thai, có khi nhiều lần không chừng. Nhưng Đức từng nói rằng những người phụ nữ mang nghiệp phá thai cũng dính luôn người chồng. Cái nghiệp duyên này mà không gặp pháp môn tịnh độ, không gặp một đạo tràng chuyên tu, thì địa ngục đang chờ chúng ta chắc chắn luôn. Quý vị nghe những Đức kể câu chuyện mà Ngộ Đạt Quát Sư đó, giết lầm một người thôi mà theo 10 đời để chờ cơ hội đòi nợ. Không chi là phàm phu như chúng ta mà tạo nghiệp giết người phá thai, là giết người mà giết con mình. Nếu nó đến mà nó báo ơn giết nó thành báo oán, mà nó đến mà nó đòi nợ mà giết nó thì nợ chắc chồng. Nên những Đức nói rằng người mang nghiệp phá thai mà không siêng niệm Phật, không tín nguyện niệm Phật thì địa ngục đang đợi chúng ta, mà cả chồng cũng dính vô luôn, phải nhớ. Nên gặp được một đạo tràng chuyên tu gì quá đặc biệt. Rồi ngày 18, 19, 20, 21, 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, 4 ngày phóng sanh xuyên suốt cúng đĩa thực,
ngày 2 buổi luôn. Đây là điểm đặc biệt để chúng ta đi đến đây cầu an cầu siêu cho người thân của mình. Và Phật tử khắp nơi nơi phát động chương trình dẫn dắt người đi đến đây lại, dẫn người đi đến niệm Phật, giúp người niệm Phật. Công đức còn lớn hơn là đem 7 báo cúng dường 100 năm. Cái việc này nên chân thật cố gắng làm. Và hàng Phật tử khắp nơi nơi nhớ là 4 ngày đó chúng ta cũng cúng dường chay tăng mỗi buổi chiều tối lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong. Nên là những đức phát động chương trình kỳ này chỉ mình những đức thôi, sắp xếp cho nó hợp lý nhất. Vì khắp nơi nơi muốn cúng dường chay tăng cứ điện thoại cho ban tổ chức để chúng ta sắp xếp cho nó hợp lý. Tại vì chương trình ngày đó đông đúc, thấy lần nào cúng dường những ngày lễ nó không được mà ổn định như những ngày chủ nhật, nên để cho ban tổ chức sắp xếp vẫn là hay nhất. 4 ngày đó chư tăng ni về, chúng ta vừa tu tạo phước duyên hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình luôn. Nên khi mà xong chương trình hết cúng đĩa thực, chư tăng ni ngồi lại chung gì cũng là tỳ hỷ cái tâm để cúng đĩa thực phóng sanh, để cho ông bà cha mẹ của mình cũng được hưởng tài thọ thực. Khi cúng đĩa thực, những đức có vài lời gì để quý vị thấy cái lợi ích này mà chân thật. Khi mình cúng đĩa thực, mình phát tâm chân thật gì ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, hoặc đời này mà chưa được siêu thoát nhiều dữ lắm. Phần nhiều ông bà cha mẹ mình chưa siêu thoát đâu, họ không tu bao nhiêu nên họ không siêu thoát. Nên phải nhờ chúng ta tu hành, và mỗi người chúng ta tu đem công đức hồi hướng chung. Nên chùa mình không có đọc riêng cầu siêu gì cho ai, mà khi hồi hướng là hồi hướng chung. Mà cái tâm hồi hướng chung đó là gọi là bình đẳng. Nên cái phước duyên mà quý vị tu chung, cộng lực chung này nó lớn dữ lắm. Hồi hướng chung thôi nhưng rất là thù thắng. Thì thấy có những người, người ta không đủ duyên đúng không? Tới giờ cũng đi thực phóng sanh mà người ta chạy xe đi, thấy chưa? Đó, cái ông bà cha mẹ đi theo họ chứ đi long nhong nữa đó, thấy không? Nên mình rất là đủ duyên, mình được gặp đạo tràng tu mà mình đứng đây. Còn họ là đi long nhong vô lượng kiếp, dù gặp Phật Pháp cũng không có kết quả, thấy không? Nên từ nơi đó mà mình rất mừng khi mình được gặp duyên thù thắng này, ngồi đây để mà mình cúng, để mà cho ông bà cha mẹ mình đến đây nè, rồi những hương linh thai nhi nè, rồi quan gia trái chủ nè, người ta được ở đây để người ta nương nhờ. Nên có những phái đoàn ở xa mà bữa nay đi đến đây ở đây người ta tu. Nên một ngày tu ở đây cái duyên thù thắng, tại đến một ngôi chùa chuyên tu. Chúng ta nguyện đem cái công đức toàn thể đại chúng tu tập này, nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị đều được thừa hưởng những công đức này, nghiệp chướng tiêu trừ, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết ức, chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới và chiến tranh khổ nạn bị chết đều được thừa hưởng những công đức này. Và tất cả quý vị khi hưởng được những công đức này, tâm trí sáng suốt để nương một bổ nguyện niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, buông xuống tâm hận thù đòi nợ, quan gia nên giải không nên kết, và phát nguyện niệm Phật sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau cô đơn quạnh quẻ như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tế như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo, như đặng ngũ tình chung ngã kim tế như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành vẫn đào, như đặng cô hồn chung ngã kim tế như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành vẫn đào, án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà vả việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà vả việt nhật ra hồng.
nắng tam bà và việt nhật ra hồng gia trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, cái công đức phóng sanh và ăn chay thù thắng dữ lắm. Nên có những người bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia đó, mà chúng ta nghe được Phật Pháp, chúng ta biết rằng cái bệnh tình chúng ta là do nghiệp sát mà ra. Nên chúng ta nên phát tâm ăn chay trường và biết phóng sanh. À, dù một con ruồi, một con muỗi, một con kiến, chúng ta cũng không nên giết, ngừng lại cái tâm sát sanh, thì nó hóa giải cái nghiệp rất là lớn. Nếu như mà mình nghe người ta mà chỉ sát sanh hại vật để mà giết để cúng kiến, thì nghiệp chồng thêm nghiệp, nó không có tốt. Nên mình nên phát tâm phóng sanh và biết ăn chay trường, đó là trưởng dưỡng lòng từ. Khi tâm từ bi phát triển rồi, tự nhiên bệnh tình tự nhiên hóa giải, tiêu nghiệp hết bệnh, tự nhiên tâm an, người vui vẻ thì bệnh tình thử hết. Nên tất cả những con chim này khi mình thả nó mừng dữ lắm. Giống như mình ở tù mà ai mà thả mình cảm ơn dữ lắm. Thì khi mà nó trong tù gì mình thả nó mừng. Mà còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và nói tịnh độ cho nó nghe, để nó nghe được pháp môn tịnh độ, nó niệm Phật. Ở trong chùa bay xung quanh đây nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ thân thì hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng quan hỷ vui vẻ vỗ tay đi thả chim niệm Phật lớn lên nhé. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.